Rất là biết ơn các anh chị đã có mặt buổi hôm nay là buổi thứ ba. Đầu giờ thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các anh chị chia sẻ. Chắc xin mời Túc hả? Em ra xe Dạ. ạ. Xin chào Túc. Dạ, thầy nghe rõ thầy. Gõ em. Thầy cho em hỏi. Em làm công ty kinh doanh á. Còn em mới vào. Em mời được người á. Không có không? Có em một chưa em làm hợp mà em xin việc khác làm thế thì đúng thầy. Không biết đâu, Dạ. tự cứu mạng mình đi, chưa hỏi sao biết trả lời. Dạ. Con người thì không có khái niệm hợp hay không hợp bất kỳ ngành nghề nào, mà quan trọng nhất á là họ có mở ra không, có đầu óc họ có mở bị bế lại không. Có nghĩa là em không có thoải mái trong cái làm việc á, em bị tự giới hạn bản thân mình thì em làm không được thôi. À. Còn Em đi đến đến giới thiệu nói chuyện mà em không biết cách nói chuyện á, em là mình đi học đào em tạo năm đó, nay đi nhiêu học tuổi rồi? dạ em sinh năm 37 tuổi rồi ạ. 37 tuổi ha. Dạ Nếu như 2 hồi tuổi biết nói thì em có 35 năm nói chuyện ngày làm gì không biết cách. em sao em đâu em bữa hôm trước tai nạn ấy sao Đừng có nói em vấn đề tai nạn nữa, tai nạn quên đi. Tai nạn bây giờ mượn cớ tai nạn để không nói chuyện được hay sao? dạ Giờ tai nạn nó đã qua rồi, bây giờ nói được nhiêu lời đó là được rồi. Người ta gặp dạ mình nói chuyện vậy mà mình nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng, ta còn lắng nghe hơn nữa. Đừng có à mượn cái cớ bị tai nạn rồi nói chuyện không được nữa. như bỏ tai nạn thế như À, đừng nó đây. tai nạn Cứ nói dạ chuyện không rõ thì lặp lại lần thứ hai. Nếu người ta không nghe mình lặp lại, nếu không nghe thì lặp lại, cứ không nghe thì lặp lại. dạ Chứ đừng có giới hạn, mình có tai nạn rồi cái mình mượn cái cớ đó mình nói tôi nói chuyện không được, tôi không biết nói sao, trong khi đó nãy giờ sao nói được. dạ em Không hiểu dám rồi bỏ cái đó, không đừng xỉ thân cái đó, đừng có dính mắc cái đó ha. dạ em quyết định bỏ tai nạn. Bỏ vụ tai nạn đi, cứ mượn cớ nói tai nạn hoài, cái bắt đầu làm cho mình cái cớ tôi bị tai nạn nên là tôi không thể làm này, tôi bị tai nạn nên không thể làm kia. Dạ. Em hiểu anh ta. Hiểu ha. Dạ. Rồi kinh doanh làm ăn người ta không phải nói chuyện hay là người ta mua hàng đâu, mà là Dạ. sản phẩm dịch vụ, nó nói lên tiếng nói rồi, mình chỉ có diễn đạt lại cái sản phẩm dịch vụ đó thôi, rồi người ta có nhu cầu người ta chọn lựa, Dạ. chứ đâu phải mình biết cần gì biết nói. Nhưng mà do mình không thuộc công dụng, thành phần, chức năng của nó, không có hiểu được giá trị sử dụng của nó, giá trị trải nghiệm của nó làm sao, nên đó là mình không có lan tỏa được. Em về Rồi muốn học mấy cái đó tính thì hỏi những người đi trước người ta thôi, rồi không có thì mình trải nghiệm sản phẩm nó đạt dạ thì mình bắt đầu đi chia sẻ. em mình chia sẻ mà em muốn nhớ đó Không nhớ lấy tờ giấy ra, công dụng là chị đứng ra đọc cái bên, đọc viết người thứ 100 thì mình nhớ rồi. em cầm cầm bút thế sao em cầm biến được đôi khi Biết thầy tới khi nào viết được, người ta không có cái trên tay người ta còn viết cái chân được nữa mà. Người ta lấy cái chân người ta viết còn viết được nữa mà. Người ta lấy cái răng người ta cắn người ta viết chữ được nữa mà. Muốn làm mà là được. Tại do mình tự giới hạn, mình nói tay mình viết không được nên cuối cùng mình nói không được, không được viết thì nó không được. Còn mạng á, của mình thì mình phải tự cứu. Người ta có giúp cái gì thì càng ngày mình càng mất phước báo thôi, nên là mình phải tự cứu mạng mình, chứ người ta càng thương hại mình thì mình càng mất phước báo. Nên là những người có điều kiện, có khuyết tật á, thì đa phần cuộc sống rất kém, là bởi vì chờ đợi cái sự giúp đỡ của người khác nên giết mình mất phước báo. Rồi mình muốn lợi dụng mượn cái việc mà mình có khuyết tật đó đó, mình đổ thừa, sau đó mình oán trách,
rồi cái bắt đầu mình làm này làm kia nữa nó càng mất phước báo hơn. Nên là em phải sống như bình thường, mà em càng còn làm nhiều điều vĩ đại hơn những người bình thường nữa mới đúng bài. Nếu được vậy thì nó ngon, còn đừng để ta thương hại mình. Có trên thế giới có một người người đàn ông con sanh ra là không có hai cái lỗ tai, nhưng mà ông nghiên cứu về khoa học thì ông mới phát hiện ra nếu có được cái xương búa thì có thể truyền được âm thanh, coi chừng trẻ vẫn hiểu. Nên ông mới bắt đầu gõ tay vô cái miệng á, mẹ môi của ông á, tác động lên xương búa của con trên lỗ tai á, nói chuyện thì phát hiện ra con nó có phản ứng. Thì như vậy thôi thì ông bắt đầu rèn luyện cho con suốt như vậy tới khi lớn, thì đứa trẻ đó học trường bình thường mà học tới đại học, vừa ra trường hết đại học á, thì một ngày đẹp trời thì có một cái công ty bán cái thiết bị gì trợ thính á, tự nhiên sao mà đeo vô được trên đầu của ổng, vừa đeo lên được là nghe hết tất cả những gì mà xã hội bên ngoài nói, thì cái người đó chính thức á, là kinh doanh buôn bán cái sản phẩm đó luôn của người ta, và từ đó trở thành một trong những người đưa ra kế hoạch kinh doanh trên toàn cầu về sản phẩm trợ thính đó. Người ta không có cái lỗ tai, người ta suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, ta còn học hết đại học mà người ta làm. Người cha đó nói với con là con lợi thế hơn so với bình thường chứ không phải là bất lợi, nên từ nhỏ đứa trẻ nó không có cái vấn đề gì khiếm khuyết mà cảm giác được là mình có lợi thế hơn người. Đừng để cho những người xung quanh thương hại mình rồi mình nhìn thấy mình như tai nạn, cái từ đó ai cũng lo mình, cái gì mình cũng để người ta chăm sóc, thì từ từ biết không tạo giá trị, mất phước báo. Nên là cuộc sống của em sẽ ngày càng kém hơn nữa nếu em để điều đó xảy ra, và hỏi cái gì cũng nói không thể làm. Mình được quyền làm không được cái đó, mình mượn sức của người khác làm. Ví dụ như có một đứa trẻ gì nè, cha nó thấy nó đi hàng ngày về nhà thì trước nhà có một cái cục đá mà nó ẩn trong đất á, cái nó lú cục đá nó lên, nó dắt cục đá nó té suốt. Thì ông cha ông nói sao mà con không bẫy cục đá đó đi đi rồi lắp cái lỗ đó lại, thì từ đó trở đi trong cuộc sống này sau này thì con đâu có bị dắt cái cục đá đó nữa. Cái đứa trẻ đó nó dạ để con làm. Thì đứa trẻ đó nó đào nó bẫy cục đá nó đi, bẫy hồi có khoảng từ sáng tới trưa thì mới vô nói với ba là ba nó nặng quá con bẫy không nổi, con cố gắng hết sức rồi. Cái ông cha ông nói thật sự con cố gắng hết sức chưa, cái anh chả suy nghĩ chút xíu, anh chả đi ra anh chả làm tiếp, anh chả bẫy tiếp tục, chả bẫy nữa, bẫy 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 hoài luôn tới chiều. Thì chạy vô nói bà lần này con đã cố gắng hết sức rồi, con bẫy không nổi cục đá đó. Cái ông cha hỏi là thật sự con đã cố gắng hết sức chưa, nói dạ con cố gắng hết sức rồi. Cái ông cha ông cười nói cố gắng hết sức đâu vậy, hồi sáng giờ ba rảnh muốn chết luôn, tại sao không nhờ ba, bộ sức lực của con chỉ biết á, là con dùng sức của con thôi, không biết mượn sức của người khác là cho sức lực của mình hả. Thì ông cha con cũng ngộ ra, ông nói gì thì ba ra tiếp con đi. Cái hai cha con ra bẫy nhẹ cái cục đá mới đi liền. Mình được quyền khi nỗ lực xong rồi mượn sức của người ta để từ đó đạt được cái cuộc sống của mình, chứ không phải là mình tối ngày mình nhờ giả người ta giúp đỡ mình và mình cho mình cái quyền là mình không có khả năng làm. Hiểu hiểu ý nào? Nên là nỗ lực hơn chút xíu nữa. Còn làm không việc không được việc gì, mình từ bỏ công việc gì mình không làm được đó thì nó mắc cỡ lắm, nó nhục chí lắm. Thà mình thấy không có phù hợp với mình do là không có hợp với lý tưởng của mình từ bỏ, chứ công việc làm không được mà mình bỏ, không nên để điều đó xảy ra. Nếu mà người nam nhi chi chí thì không để điều đó xảy ra, không quyết tâm được không? Bây giờ con đang có tính là con suy nghĩ tìm tìm trong cần trong vô đá đá trên phong sò nữa năm năm trên này năm kinh doanh không không có thu nhập là con đám hợp không có thu nhập á con đám giờ con bỏ con mới vào con tính bò 26 triệu
mua sản phẩm B. Mình xem xét cái đó, mình xem xét cái đó, cái đó coi chừng công ty bán hàng MLM đó, coi nó có hợp pháp không, nó có tuân thủ pháp luật không, có giấy phép chứng nhận của nhà nước rồi này kia không hả, bắt đầu hả tiến hành bước vào phát triển, mình coi cân nhắc à, chứ không phải mình bỏ tiền ra cái là mình nói bán không được, bán không được à, sản phẩm nó có thực tế xã hội không, mình xem xét kỹ lại nha. Cái này thì không tư vấn này, nhưng mà tự biết cái cách rồi từ đó mà làm. Ừ, còn mua hàng rồi này kia, ép phải mua hàng rồi, luật pháp của Việt Nam có quy định không, có giấy phép không, hiện nay có nhiều công ty á, là không có giấy phép để hoạt động, nhưng mà hình thức bán hàng thì bán hàng theo MLM đó, thì mình khéo chút xíu mình coi, chứ đâu không phải mình bỏ tiền cái là được ha. Ừ. Ok ha, rồi thôi. Chào tạm. Công ty F đã mua hàng khi bắt đầu tham gia là đã phạm luật của Việt Nam rồi, nếu mà bên lĩnh vực MLM. Ừ. Xin mời Bích Trâm ạ. À, thấy micro chưa mở và camera chưa mở. Dạ. Thì là em đang vắt sữa cho em bé á, cho nên là em tắt camera bây giờ mở được. Dạ. Em chào thầy và cả nhà, biết ơn thầy đã gọi tên em. Em biết đến quýt của mình đó thầy, em biết từ hồi tháng tháng 9 năm 2021 là có chị nhân mạch của em, và cảm ơn chị Hồ Huệ tốt nghiệp mentor 2. Vừa rồi cũng đạt giải huy chương trong chạy 21 cây ở biển hay sao thầy tổ chức đó. Rồi em có tới ba nhân mạch luôn thầy, một là chị Hồ Như Huệ ở khóa mentor 2, rồi thứ hai là nhân mạch nữa là chị Bích Hạnh ở Hà Nội đang học mentor 3, một nhân mạch nữa là chị Thủy, chị Thủy có gửi đường link giới thiệu em vô học, kêu em rất là phù hợp với cái này, mà tại vì em học nhiều quá đó thầy. Nói chứ học phát triển bản thân tới bây giờ chắc em học tùm lum hết, chứ cũng tổng lại là hơn 400 triệu tiền học bản thân từ 2019 tới bây giờ. Nhưng mà cuối cùng bây giờ em cũng vẫn là ở nhà. Cái mấy chị nói là em bây giờ cứ vô cái khóa quýt, cái ngôi nhà quýt này thì rất là phù hợp với em. Nhưng mà em cứ kiểu như mình có cái ấn tượng trước là cứ đi học mà không có kết quả, đi học không có kết quả cái xong em nản. Tại vì ở trong con người em nó tồn tại hai hai cái luồng độc thoại thầy, em hay độc thoại nội tâm ấy, và em đi tìm một cái môi trường nào mà nói chung là bây giờ em vô em mới thật sự là em học nghiêm túc ở UIS mình đó là 2 ngày nay, mà em học tới đâu là em ngộ tới đó, cho nên là em nghĩ là và em đặt niềm tin vô đây, và em tối nay em cũng phải dành thời gian, tại vì em mới sanh được có 1 tháng mà em quyết tâm là em dành thời gian học 21 ngày để hoàn thành các khóa học ở quýt mình, và đặt niềm tin rất là nhiều. Mấy chị nói nhưng mà giờ vô đây học được 2 ngày thì em mới thấy là mình đã giá như, em thấy tiếc là giá như là sao mà mình không học sớm từ hồi tháng 9 đi. Em biết em không học mà tới hôm em sanh đây, chị Huệ, chị Huệ mới qua thăm em hôm ngày 29, hôm hôm 28 qua thăm đẻ em ngày 28, chị biết một lần, và chị Hạnh chị lại gửi đường liên tiếp cho em nữa, chị nói khuyên em nên học, là em vô em lấy quyết tâm đợt này là em học, bởi vì thầy biết các lớp phát triển bản thân rồi đi làm cũng nhiều, mà em cứ bị cái luồng suy nghĩ là cứ lớp mà giống như bạn bạn Túc mới chia sẻ này, cứ tiền tiền rồi vô cái cứ hệ thống MLM hay này kia cái tiền, rồi cứ mọi người bây giờ cứ nói nhiều kiến thức mà nó bị loãng quá, cho nên là nó em thấy cái nào nó cũng có nghiệp, cái nào nó cũng có lỗi hết. Rồi cái em kinh doanh cũng bị thất bại trước dịch, rồi cái cũng không có, cũng thấy thất bại cũng ấy, rồi chị Huệ chị cũng khuyên em, xong rồi em quay về bên trong em đi thiền, em thiền xong rồi em đi chùa chiền, em bỏ 2 năm em không có tham gia một cái kinh doanh gì hết,
giờ thất bại rồi, nợ thì cũng kệ đó, rồi em cứ đi chùa chiền là em thiền và em quay về bên trong em coi lại những cái kiến thức mình học thì để em tổng kết lại. Nhưng mà nó thật sự là cái kiến thức 2 ngày nay mà em học ở thầy là nó hoàn toàn mới, chưa bao giờ mà em học luôn thầy, giống như những cái bài học mà thi em nghe tới đâu là tự nhiên là nó mới tới đó mà em ngộ tới đó luôn. Và 2 ngày nay là tại vì em sanh trong tháng cũng có nhiều áp lực về công việc hay này kia, em hay bị suy nghĩ nội tâm với thầy, bị đọc thoại nội tâm á, gần như là bị rối loạn lo âu á, em nặng luôn. Xong cái chị Huệ chị qua chị nói chuyện với em, xong cái em học thầy, em học thầy thì tối đó em có một cái chuyện em phải suy nghĩ rất là nhiều, với em nghe lại ghi âm của thầy 3 lần cái bài đầu tiên em học rồi, em học rồi xong nó đêm đấy mở tiếp nghe nữa, em nghe xong em chưa hiểu em thấm em nghe nữa, em nghe tới 3 4 lần và em bắt đầu em lấy sổ sách ra ngồi em ghi lại giấy tờ, em ngồi em ghi tới 4 tiếng đồng hồ. Trưa hôm sau em lại mở lên là ngày bài ngày một em nghe lại tiếp nữa và em mới ngộ ra được là sau này là mình học nhiều, mình tốn nhiều tiền qua cửa sổ và do mình tự cái giới hạn bản thân của mình đó thầy. Mình cứ cho là ra làm cái gì cũng nghiệp thì cứ tiền, rồi tại vì em thấy người ta nói cái nhân quả rồi nói này kia, xong cuối cùng vô là cũng tiền rồi cũng vô cho môi trường, em thấy nó không có này kia. Rồi trước là em hay nhìn vô cái em phán xét, bây giờ học 2 ngày của thầy rồi thì giờ em chia sẻ thì với tinh thần là không có phán xét nữa, nhưng mà nó không những cái môi trường mà em học đó, nó có phù hợp với em cũng học live sport em học này kia nhưng mà em không có làm, nó chưa có phù hợp. Mà tự nhiên vô trong này em tìm hiểu, mặc dù là em không học quýt của thầy mấy chị giới thiệu nhưng mà em không học, nhưng mà em tìm hiểu ở trên mạng rồi cũng có đường link rồi, em cũng tìm hiểu rất là kỹ, vẫn theo dõi trên Facebook, theo dõi mấy anh chị luôn. Và tới bây giờ thì chị Huệ nhân bản và kiên trì với em rồi chỉ đưa em vô học 2 ngày, rất ơn chị Huệ rất là nhiều luôn, biết ơn chị Hạnh, hai chị đồng hành em không bỏ cuộc, biết ơn thầy. Lại cái bài học hôm qua là em học em cũng ngộ ra nữa một cái là biết và biết, cái không biết với không biết và hiểu biết với cái bóng tối với ánh sáng thế này, nói tới đâu ngộ tới đó. Mà em tâm đắc nhất là cái bài học này đầu tiên đó, là thầy nói là có dám bỏ những cái vấn đề bên ngoài với mình xây bên ngoài á để mình giải cái nội tâm bên trong không, có dám chơi với thầy, có dám bỏ cái đó không. Thì ngay lúc đó là em đang gặp một cái chuyện cũng như vậy, em không biết hướng giải quyết, tự nhiên nghe cái bài của thầy và nghe đi nghe lại nghe lại cái chuyển hóa và cái em ngủ được một giấc ngủ ngon và sáng hôm sau cái em thấy người nó nhẹ và nó thanh thản, nghĩa là em bỏ được cái mà mình phải bỏ thời gian mình đi giải quyết bên ngoài á thầy, thay vì mình phải đi giải thích với người ta, mình đi giải quyết vấn đề này kia, mình quay về bên trong mình im lặng mình giải quyết cái nội tâm bên trong của mình là tự nhiên em thấy nó rất là bình an luôn. Thì sẽ em ngủ dậy nó không có đau đầu luôn, kiểu như em đang sanh mới trong tháng mà gặp những cái chuyện giống như là sốc quá thầy, nó cũng hay kiểu như nó trong người mình nó được vậy, nó đau đầu, nó nhức đầu, nó gần như là em gần như muốn bị điên luôn á thầy. Em hay có những cơn la hét á mà em tự kiềm chế bản thân rồi, cứ hay em hiện giờ trong con người em là nó hay đọc thoại nội tâm đó thầy, giống như hồi trưa đây cũng vậy nữa. Rồi giờ cứ canh cái buổi chiều chiều cái 6 giờ, 6 giờ mấy là canh cho em bé uống sữa ngủ để được học của thầy được 2 bữa, rồi giờ học tiếp càng học càng thích thầy. Thì thầy đọc cảm giác là chưa bao giờ mà em học cái khóa học nào mà em tâm đắc 3 ngày nay, và em kiểu như là nó thôi thúc mình đó thầy, có nghĩa là muốn tới giờ để học để được nghe thầy giảng, học tiếp bài mới để mình ngộ ra tiếp những cái rào cản của bản thân mình và những cái mà tại sao lâu nay mình học nhiều, mình tốn tiền mất tiền qua cửa sổ mà này kia mà mình chưa thành công. Và mình tiện thầy nói là những cái gì đó là em thấy có hình ảnh của em trong đó hết này, nói tới đâu ngộ tới đó, những câu chuyện của thầy kể luôn. Mà có một cái là học không nhớ, chị Huệ chị hỏi em không nhớ, em không nhớ, nhưng mà chừng sau cái rồi cái tới chuyện á cái tự nhiên nhớ thầy, cái nghĩa là nhớ ra cái một chút của thầy giảng hay là ráp vô xử lý giải quyết. Chứ còn bình thường em nói em người ta nói em đi học nhiều mà em không nhớ một cái gì luôn, em cũng không biết là em mạnh hay em yếu một cái gì luôn. Nhưng mà từ lúc mà học thầy mới có 3 ngày học tới kiến thức nào là em ngộ ra kiến thức đó, ngày đầu tiên á là em ngộ ra được cái là 7 sự giàu có toàn diện để mình là em tâm đắc cái chỗ đó để mình
làm giàu cái nội tâm của mình lên từ bên trong. Ngày hôm qua thì em lại ngộ ra một cái nữa là cái lấy sự hiểu biết của người ta để mà nói cho người ta hiểu, thì nói thì người ta mới hiểu này, giống như là mình như vậy. Còn lâu nay là em bị sai cái là mình học nhiều quá, là đôi lúc mình về nhà mình tự tự cao, mình cho cái tôi của mình lên cao. Mình em học về mấy bữa em học NLP rồi em học mastermind tư duy chuyển hướng học gì đó, em kiến thức về em nói chồng em phải như thế này, giống như em áp đặt cái này, em áp đặt là chồng em phải như thế này phải như thế kia. Rồi anh cũng có làm, anh làm theo em, anh cũng hiền, tại vì anh cũng tu tập anh thiền, cái anh cũng theo, anh theo em xong rồi mà cái nó không phải cái sở thích của ảnh, cho nên ảnh theo để vừa lòng em thôi. Nhưng mà vài bữa rồi cái rồi đâu cũng nhờ đó hết, rồi cái lại em lại kiểu như ra lệnh, nhưng mà mình có những cái thái độ mà mình áp đặt á, thì đâu ra vợ chồng nó không có tiếng nói chung, và con cái em cũng vậy. Rồi xong rồi em mới ngộ ra thêm một cái bài này đầu cuối nữa là mình áp dụng, lâu nay mình áp dụng bằng não của động vật có vú, là em cứ nghĩ là mình yêu thương gia đình mình quá, cái là mình lo chu toàn của mình đôi ri, mình muốn người ta phải làm giống như của mình, cho mình áp đặt. Và em mới nghĩ là em áp đặt con em phải làm theo em, mặc dù nó không muốn, để làm mất cái sự tự do. Qua nghe thầy nói thì em nghiệm lên, lâu nay là em áp dụng cái não của động vật có vú nhiều nhất, là sân si giận dữ lên là khổ mình chứ không khổ ai hết. Tại vì mình mỗi người có một cái tính cách và cái sở thích khác nhau á, mình không có thể đem cái của mình ra mình áp đặt họ. Khi nghe thầy giảng tới đâu tới đó, thứ hai bữa nay em tự trong lòng em không có nói ra, nhưng mà em tự em thay đổi với con em từ lời nói, từ cái suy nghĩ, và không la nó nữa. Rồi nó làm sai hay kệ nó, kiểu như giống như thầy nói là mình áp đặt quá nó sợ, đôi khi nó sợ mà nó không dám tới gần mình luôn á thầy. Con bé nhỏ ấy, nhà em nó mang lên lớp 4 ấy, là nó về nó chào mẹ xong rồi nó ở dưới nhà xong rồi nó ngủ ở bên kia, cho nó gần em là em cứ làm áp đặt nó. Cho nên hôm thầy giảng tới đâu em thấy đúng đây đó, mà nó không, mà với cái tư cách là học nó thoải mái lắm này, nó không áp đặt. Thì thầy nói là mở camera cũng được, không mở cũng được, miễn có nghe có mở hay này nọ, tự nhiên tạo cho mình một cái, em thấy cái tâm thái học nó rất là thoải mái, nó không có bị gò bó, nó không có áp đặt, mà càng như vậy thì mình lại càng thích học cái này. Cho nên là thích nghe nghe, cho nên là cảm ơn thầy, cảm ơn Thì tất học cả cái các nội anh tâm mà cái nội các tâm nhân mình vật của phải em. Dạ. phải thoải mái an vui nhất thì học nó mới hiệu quả, còn mình áp lực quá học không tốt. Có thể cho Dạ. con bú hoặc là có thể đi làm gì đó ngủ cũng được, hoặc là làm gì đó rồi nghe, rồi sau đó mà nó hạp rồi thì sau Dạ. này mình sắp xếp cái thời gian nghiêm túc nhất để mình lắng nghe sao. Dạ. Hồi hôm tháng 9 á, là em chị Huệ chị có gửi là em có vô em đăng ký. Em đăng ký xong em học mà được cái buổi đầu thì em cứ mở em để đó, em mở em để đó và em đi, có nghĩa là em chưa có nghiêm túc á. Rồi em cứ cho mình quen với mình những cái khóa học khác rồi á, cho nên em nói những khóa học này cũng nó cũng như nhau thôi, cứ vô vô lúc đầu xong rồi em thấy có nghĩa là do cái tư tưởng cũ của em như vậy, cho nên em đặt vô là cũng là kiến thức như vậy kia, cho nên em cứ mở em thả đó, em không có nghe gì hết á. Sau đó là bữa thứ hai em có nghe, em cũng nghe được cái bài là động vật có vú, có cái não người rồi não bò sát, xong rồi não của động vật có vú. Xong rồi bắt đầu ngày thứ ba thì là em có lúc đó em mang bầu 7 tháng thì em đi leo núi, em đi leo núi ở Minh Đạm á, thì em lại bỏ tối đó, em không có nghe, và em bỏ luôn luôn. Em nói là học mình không học thì thôi, để khóa khác chậm khóa này thì không học khóa này thì học có sao, cái này kia, giống như là không có nghiêm túc á, mà cũng không có chưa có biết để mà trân trọng nó, cho nên là em bỏ luôn. Rồi mấy chị cứ nó nói em nói thôi bây giờ em ngán học rồi, không học nữa, mấy chị đừng có nói em học được cái gì nữa đó. Em kiểu như bất mãn với cái quá trình học rồi, ai cũng nói học học xong rồi ra làm kinh doanh cũng giống như bạn Túc đó, nói hai mấy triệu mấy triệu xong rồi cũng đó là lời nói, xong rồi bỏ bê. Những người đóng tiền vô xong rồi bắt đầu là bỏ bê, là tự nhiên em bất mãn, em cũng đi theo và cũng mất tiền rất là nhiều luôn đó thầy. Mà cho nên là tới bây giờ em cũng chưa biết em định hướng em là sau này làm gì nữa, nhưng mà học 3 ngày nay là em đã dần dần là em tìm ra được cái hướng của em rồi, là em sẽ quyết tâm em theo nó, và cảm ơn thầy rất là nhiều luôn. Hy vọng là sau này sẽ được Nhớ gì tới văn phòng của thầy dạy bài. nè, em dặn chị như thế này cho nó
nó nhớ để sau này học cái gì không Dạ. biết, học tới khi nào trí tuệ nó khai mở, cuộc sống ngày càng đơn giản hơn, vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, tin tưởng hơn, tâm thái của mình ngày Yeah. càng an vui hơn, có sự bao dung hơn, có trân trọng biết ơn cuộc sống hơn, thì đi học tập mới đúng bài. Yeah. Học Yeah. tới khi nào mà nó khai mở được trí tuệ của mình, có nguồn năng lượng của an vui, bao dung, trân trọng biết ơn, có được một cái đời sống đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng, thì thực chất lúc đó mình mới đi học. Học để khai mở Dạ. trí tuệ của mình chứ không phải học tập để có kiến thức. Nên Dạ, đúng mình rồi. nói mình học nhiều, học tới khi nào Dạ. trí tuệ khai mở, chứ không có khái niệm học nhiều hay học ít. Dạ. Hiểu không? Chị hiểu ý không? Dạ em hiểu thầy. Học tới khi nào mà nội tâm mình ngày càng an vui hơn, bao dung cho con người hơn, bao dung cho bản thân mình hơn, và Dạ. trân trọng biết ơn cuộc sống hơn, và cuộc sống tự nhiên cảm giác được cái sự đơn giản, vui vẻ hơn, tin tưởng hơn và nhẹ nhàng hơn, thì khai mở được cái trí tuệ đó đó, thì lúc thời điểm đó nó mới là học. Còn bây giờ học bao nhiêu to em không có quan tâm, chị bỏ bao nhiêu tiền, tại vì không có khái niệm bỏ tiền đâu mua được trí tuệ. Nếu vậy thì người giàu người ta đã Dạ. có trí tuệ hết rồi. Dạ. À, nên đó là mình đừng nói mình học nhiều nữa, được không? Từ giờ Dạ. trở đi có kể gì cũng, Dạ. hồi đó giờ cũng có đi học nhưng mà học cũng chưa tới, đừng nói mình học Dạ. nữa, tại vì có học bao nhiêu đâu. Đi vô đó nhiều khi ngủ hoặc đi chơi đầu óc mơ hồ, rồi ngồi đó nghi vấn hoài Dạ. nghi, rồi đâu có Dạ. mở gì trí tuệ đâu, nên không có nhiều tiền đâu. Như em thấy một cái sai của mình nữa là như thầy nói đó, là tâm thái cái chỗ là giữa mình đi học đó, là mình học với một cái tâm thái là mình đi học để biết để ấy học mà quên, chứ còn học mà với cái tâm thái là học để đi chia sẻ lại cho người khác, học để dạy lại cho người khác, thì đó mấy đợt trước là giống như đi học để làm cái này làm cái kia, học để chia sẻ để dạy để giúp người ta tốt hơn này kia, cái là mình mang cái tâm thái giống như là mình học để mình làm thầy hay là này kia đó thầy, cho nên là nó không thấy thoải mái. Mà còn giờ như thầy nói là mình phải xác định là giống như đi học là để học xong rồi học bình thường, học để sửa mình, để giống bữa em nghe câu nói của thầy đó tự nhiên ngộ liền và em đặt nó như vậy, cho nên học em thấy thoải mái lắm. Em muốn phải là học để dạy hay học chia sẻ cho ai, học này kia, nó học cho mình, học mình tự mình ngộ mình trước, cái tự nhiên thấy nó vui, nó vui. Mà nghe đi nghe lại một cái bài của thầy vẫn vẫn không có bị tụt năng lượng, mà nó vẫn là hào hứng, mà vẫn cứ thích nghe và để học, mà mỗi lần nghe là mỗi lần ngộ ra một cái mới, cũng là một cái ngày một đó, nhưng mà nghe lần một ngộ ra cái này cái kia chưa ngộ, nhưng mà nghe lần hai cái nó ngộ, cái tiếp theo cái lần ba cái nó ngộ, nhưng mặc dù là một nội dung đó, nhưng mà em thấy thầy giảng nghe đi nghe lại hoài cái năng lượng nó cũng như vậy, nó không có bị tụt luôn. Điều đó hay với thầy, nên là em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà, biết ơn ba nhân Chị mặt của biết em đã rất là kiên sao nhẫn mà đồng hành càng với học em. càng nghe chị càng càng được cái trạng thái đó Dạ không thầy, xin thầy không? ước điều gì. Tại vì mỗi lần em nói á nó như thuở ban đầu, có một cái thuật ngữ trong cộng đồng chúng ta gì nè, đó là như thuở ban đầu, ban đầu thở vô ngõ vô hả, quên điều ta Ở dấu hỏi nè. hỏi không, như thở ban đầu, Ở ban đầu. như thở ban đầu, ngày nào em nói chuyện cũng như thở ban đầu vậy đó. Nên em sẽ học cái Khóa chuyện nào đó. cũng vậy hết, khóa nào cũng như khóa nấy, vô khóa mới là nổi ban đầu. Em không có nội tâm á là người đó đã nghe cái điều đó chưa, mà em chỉ giải quyết vấn đề nội tâm của em á là em nói như thở ban đầu, nói như đó. Tại vì em nhớ lại cái ngày mà thời điểm á mà em nhận được những cái tri thức đó đó, từ các cao nhân, từ các tiền đại tri thức giúp đỡ á, khai mở á, thì nó sôi sục cái đó đó. Em giữ cái cảm xúc thở ban đầu đó mà em truyền đạt lại,
Ngày xưa em rất sợ, nhưng bây giờ đã gỡ bỏ được rào cản đó. Sợ rằng là mình nói nhiều quá, nói nhiều lần quá, thì không còn như cảm xúc thở ban đầu ngày xưa mình đã đón nhận thông điệp. Có nghĩa là cái chuyện mình biết rồi, lúc mà ngay giây phút mà thiện đại tri thức hay là cao nhân chỉ điểm để mình khai mở trí tuệ á, ngay cái giây phút đó đó mình giữ nó và mình lấy cái đó mình đi lan tỏa hết cái phần đời còn lại là nó đẹp nhất. Tại vì á, mình thì mình nói tri thức đó nó cũ, nhưng đối với người mới nhận thì hầu như là tri thức mới, mà mình dùng cái Dạ tâm đúng rồi thầy. cũ để nói về tri thức cho người ta mới nghe thì làm cho người ta không có một cái trạng thái thổ ban đầu khi học tập đó đó, thì mình vô tình mình giết cơ hội người ta khai mở. Dạ đúng rồi Hiểu không? Chị hiểu ý em nói không? thầy. Nên em Dạ. nói như thuở ban đầu vậy đó, ngày nào cũng như ngày nấy, ai nghe em kể câu chuyện thì sẽ để ý câu chuyện em kể hoài như thuở ban đầu, có nghe 100 lần nữa em có kể cũng như thuở ban đầu, và ngày nào cũng như ngày nấy, mới vô đây là bắt đầu em từ tốn từ 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 chia sẻ vậy thôi. Thì khi chị tiếp nhận một thông điệp truyền tải đó đó với một cái năng lượng như thuở ban đầu đó, chị không bao giờ chị cảm thấy học rồi. Nên là mỗi lớp học mỗi khác nhau, không có phải khác nhau, mà cái cảm giác ngày xưa tiếp nhận những thông điệp truyền tải đó đó, nó xúc thích quá, giữ cái như thuở ban đầu đó mà chia sẻ lại cho người khác, đừng để là mình nói trời ơi, tôi nói hoài, tại sao tôi nói hoài mà mấy bạn không nghe, không có, em không có cảm xúc đó. Hàng ngày vậy đó, em như thuở ban đầu vậy đó, cứ lên lớp học là em có cái cảm giác đó. Thì may mắn phước báo cho em là em học lại như con số không ngay từ đầu. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, ngày nào cũng như ngày nấy. Em ngày cũng xưa như bắt ngày đầu xưa lại. thời gian em ăn thực vật cũng vậy, bây giờ thì em ăn đào động vật nói chung, thực vật nói chung này, thời gian em ăn thực vật cũng hơn 5 năm cũng vậy. Người ta hỏi em là ăn chay ăn ăn gì, em nói không, em ăn thực vật thôi. Hỏi em ăn thực vật thì ăn lâu chưa, em nói em chỉ ăn ngày hôm nay thôi, thì ngày mai có hỏi thì chuyện đó là của ngày mai, nhưng mà ngày hôm nay em chỉ ăn đúng ngày hôm nay thôi. Hiểu ý này, Dạ hiểu. ăn có đúng ngày hôm nay à, ngày hôm nay mình ăn thực vật. Người ta hỏi mình ăn thực vật có ăn gì, hỏi mất công hỏi ăn chay bao nhiêu lâu, ăn gì nó phức tạp lắm. Không có, em ăn thực vật là chính, thực vật nhiều hơn động vật, được chưa? Dạ. Rồi, em chỉ ăn ngày hôm nay thôi. Dạ. Rồi, ngày mai người ta hỏi chuyện của người ta, ngày mai tính tiếp. Dạ. Được không? Hiểu, Dạ hiểu. được. Nên đó, Là mình à, sống mình biết hiện tại ngày hôm nay là mình mình biết cũng ngày hôm vậy. nay đúng không thầy? Là mình cũng vậy, học tập cũng vậy. Mình học tập như thuở ban đầu, đừng nói mình biết nhiều chi cho mệt, phức tạp. Tại có biết cái gì đâu. Dạ. À, mình học như thuở ban đầu và chia sẻ như thuở ban đầu à, Dạ. thì trong mối quan hệ xã hội của mình cũng vậy. Nếu trong vợ chồng như thuở ban đầu ngon Dạ không, ngon. gặp mặt những người bạn thân của mình như thuở ban đầu, nhiều khi hai vợ chồng còn mất cười lắm. Càng lâu mới vừa cách đó cỡ tiếng đồng hồ, toàn mới đi đâu đó về cái bà xã toàn ôm toàn nói trời ơi, anh đi đâu lâu quá trời không gặp, đồ này kia, cười vui chơi giải trí coi như đi hàng ngàn năm. Giỡn giỡn như vậy nó vui, rất là vui, tại vì như thở ban đầu. Được không? Hiểu ý này không? Nên là dạ em hiểu cho nên học không bị thiếu ở chỗ này ấy, thầy. Bởi vậy nó đi học cái lớp phát triển bản thân hoàn gắn cho đấy, em đi học về xong rồi hai vợ chồng em mất tiếng luôn, thậm chí là nhiều lúc muốn ly dị luôn, muốn bỏ luôn rồi không đi nữa, hai năm đi nữa, đi chùa thiền đi tập rồi ở nhà tụng kinh niệm Phật, em quay về bên trong hết luôn, em cũng xuất gia diêu duyên rồi cũng ăn chay 2 năm, rồi sau này nó trời may mắn trời thương em có 2 đứa con gái rồi, sao biết sao tự nhiên nó có đứa con trai, vợ cứ hạch thì thôi để luôn ra đứa con trai thì cũng vui rồi. Rồi em nói bắt đầu xác định lại là giờ vô quyết là học lại, coi như là bắt đầu lại từ đầu, học lại như thuở ban đầu không biết gì hết luôn đó thầy, nhưng mà học tới đâu hay Không tới phải đó, không hấn tới biết, đó thì cái tâm thái như thuở học ban tới đâu đầu em chứ ngủ là không tới đó phải luôn đó là thầy. kiến thức mình không biết kiến thức, mình không có cái đó, nó khác nhau nghe.
Một người nói tôi không biết gì trơn á, tôi không biết. Nhưng mà tôi... em thấy thầy dạy cái kiến thức nào là cái mới, mới cái đó. Có mới cái gì đâu. À, đối với thầy này lúc nào có gì đâu nói mới. Thầy nói bài học là những cái mới là mới luôn á thầy. Đối với em là em thấy mới luôn á thầy luôn á. Em học thế đâu ngộ thế đó và nó giúp ích và em thấy em thay đổi hai ngày nay và em kiềm chế được cảm xúc của mình. À, trong từ trong nội tâm thấy có sự chuyển hóa tốt, giải quyết những công việc tạm thời cho em là bớt độc thoại nội tâm rồi giảm bớt cái rối loạn lo âu á thầy, sợ stress trầm cảm trong sau sinh đó. Mình đừng có dùng từ gối loạn lo âu là được, mình dùng từ gối loạn điện từ. Gối loạn điện từ, dạ mình dùng từ gối loạn điện từ thì mình cân bằng lại điện từ của con người mình là xong. Thì vài bữa chúng ta sẽ nói sâu cái đó. Nhưng mà mình dùng lối tưởng lo âu thì từ đó rất tiêu cực. Tại vì tối ngày mình lo âu mà, nhưng gối loạn điện từ, cân bằng điện từ là kết thúc. Dạ. Thì em mình cảm ơn thầy nhiều. Còn bây giờ nói gối loạn lo âu, dạ. Gối loạn lo âu, tối ngày lo âu không chi vậy? Em được kiểu như sầu. Như là mấy hôm nay trong tháng tự nhiên bất cân bằng điện từ hay gối loạn điện từ, đừng có dùng từ gối loạn lo âu, gối loạn điện từ ấy thầy. Dạ cảm ơn thầy, hôm nay học mất cân bằng điện từ một câu nữa, mất cân bằng điện từ, tất cả những bệnh liên quan tới thần kinh là mất cân bằng điện từ thôi, không có thuốc điều trị, đừng có tìm kiếm thuốc. Dạ tại vì uống thuốc thì tạm thời thôi, không có hết đâu, nhưng mà cái đó nó bệnh liên quan tới điện từ nên tự mình phải giải quyết vấn đề nội tâm của mình, chứ đâu phải là muốn giải quyết là giải quyết được, thuốc đâu giải quyết được cái đó. Dạ đúng rồi thầy. Ừ. Nên là mình tìm về sự cân bằng nơi chính mình, nó sẽ tan cái đó, nó sẽ biến mất cái đó. Dạ. Nên là mấy buổi học học tâm đắc lắm thầy, học tâm đắc, bài học làm cái bài tập như của thầy đó, một ngày cứ là bài học tâm đắc ngộ ra tổng kết lại là tự đúc kết, tự tự làm, tự ấy, tự nghĩ, tự ghi, tự nói luôn, nói không ai nghe em cũng nói mình đi luôn. Nên là cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã nghe em chia sẻ, cảm ơn ba nhân mạch yêu thương của em. Cảm ơn chị Huệ, cảm ơn chị Hạnh, cảm ơn chị Thủy. Từ 2021 hôm nay em mới có cơ hội để học mấy chị. Hay có cái gì đâu, 5-7 năm nữa học cũng có sao đâu. Học xong rồi bây giờ học vô 3 ngày mới biết thấy từ giá như, em mới nói giá như ngày đó mình học thì bây giờ mình đã không học đâu. Được mentor 2, mentor 3 rồi. Không có phù hợp nhân viên để học đâu. Có một số người tham gia vô là thấy là chạy mất dép rồi. Không có phù hợp đâu. Nói gì thôi chứ không phù hợp là không học được. Cái lớp học này em thấy nên là đừng nghĩ em thấy môi trường này cũng phù hợp với em thầy, tại vì học chưa chắc đâu, học thấy, chạy bữa không trong chờ cho tới giờ để học với thầy. Không em không biết là như thế nào tương lai này, mà ngày hôm nay là em thấy là học lại thấy thích, em thấy chờ đợi để mà học với thầy. Nên là cảm ơn thầy rất là nhiều. Ai ơn Đức Trầm. Giờ trở thành, dạ cảm ơn thầy, đang làm cái nghề rất là vĩ đại có biết không? Đang làm cái nghề vĩ đại có biết không? Dạ không thầy. Nghề nội trợ, nghề đang chăm sóc trưởng thành cho thế hệ sau của toàn bộ gia tộc của mình. À dạ dạ. Năm nghề đó là trợ của nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới mới có được những cái nghề đó. Cái nghề đó là phải được, là nguyên thủ quốc gia trên thế giới là phải được làm nghề đó. Vợ của nguyên thủ đâu có làm nghề được nào nghề khác. Chăm lo sức khỏe cho chồng, cho con, chăm lo cho hướng tương lai của trẻ, lo ăn học cho con, tất cả những cái đó đó, nó trân quý lắm đó. Nếu không có cái đó làm sao truyền thừa lại thế hệ sau. Nên là mình đang suy nghĩ mình bị nhận thức sai lầm về nghề nghiệp. Bởi vì cái gì tạo ra được giá trị lâu dài thì cái nghề đó là nghề đạt. Vậy thì cái nội trợ là một cái nghề tạo ra giá trị rất sâu dày, lâu dài vào cả mấy thế hệ sau. Chưa chắc mình đi ra ngoài làm kinh doanh mua bán mà mình lại có phước báo như nghề đó.
nhưng mà mình lại nhận thức bị sai lệch, nên là cuối cùng kết quả ngồi đó chứ oán trách cuộc đời sao tôi không này không kia, sao người ta đi ra ngoài người ta tạo này tạo kia, nhưng mà chưa chắc ra ngoài coi chừng còn tạo không đạt bằng ở nhà. Rồi Vậy sau đó đúng làm tốt vai trò của mình xong rồi mình có thể thêm cái kinh doanh làm ăn thêm nó được, chứ sao không được, làm gì có cái chuyện có vấn đề. Nhưng mà rồi. do mình tức là tối ngày mình phải ở nhà, mình phải nuôi con, mình phải như thế này kia. Nếu mình biết con mình là thủ tướng chính phủ, con mình là bậc kỳ tài trong tương lai, thì việc mình đầu tư thời gian 10 năm 20 năm để tạo ra những đứa trẻ như vậy thì có chuyện có gì đâu vấn đề. Nhưng mà bởi vì do mình xem con mình là những đứa trẻ bình thường và tầm thường trong xã hội, nên mình xem cái nghề của mình nó không danh giá. Chứ thử coi, nuôi dưỡng ra một thiên tài cho đất nước coi, thì làm gì có cái chuyện mà mình có vấn đề. Nhưng mà do ngay từ đầu mình định vị con mình là người bình thường, tầm thường, nên ngồi đó mới lăn tăn chuyện cái nghề mình học, cái mình làm cái nghề đó. Thử, suy nghĩ thử ấy. Rồi mình suy nghĩ nè, mình là người chăm bón hỗ trợ cho chồng của mình tạo nên những điều vĩ đại trong tương lai của xã hội, thì cái nghề đó nó danh giá không, ai có thể thay thế được vị trí của mình được. Làm gì có cái Danh chuyện, giá làm gì có chuyện ai thay thế mình cái vai trò nuôi con của mình của chồng mình được, tại vì chỉ có cái đó thôi, không ai thay thế được. Trời cảm ơi ơn thầy, hôm nghề nay thầy như đã khai vậy mà thông cho cảm em một thấy cái ôn vấn đề. đề nữa, Ừ. biết ơn thầy nhiều. Tất Lâu nay cả cứ nguyên nghĩ là thủ quốc ở gia nhà trên không toàn làm thế giới gì này, tất cả nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới này, người ta không có cho vợ làm gì ngoài chuyện kế thừa lại nòi giống sau này, như con vợ của vua chúa rồi này kia, có làm gì đâu, chỉ có sanh con đẻ cái, nuôi dưỡng cho con cái đàng hoàng, có phải có làm nghề gì đâu. Vậy thì Cảm mình ơn làm thầy tốt vai nhiều, trò bữa đó giờ em xong, cũng bị oán trách đó. làm tốt vai trò đó xong cái mình tư duy thêm có gì thêm được tài chính thêm không, thông qua cái việc kinh doanh mua bán gì thêm nhẹ trong cái cuộc sống của chính mình là nó ngon ha. Mình biết con mình là thiên tài Biết đi, ơn thầy đã trời ơi, những đứa chỉ trẻ điểm. thiên tài chuẩn bị xuất hiện trong tương lai, cả dòng tộc lại thuộc vào mình mà mình không, mình còn ngồi đó lăn tăn oán trách. Cảm ơn thầy, hôm nay em đã khai thông ra thêm một cái vấn đề đó nữa, biết ơn thầy chỉ điểm nội trợ. Lâu nay cái ở nhà mà nó không thất nghiệp ở nhà rồi nó làm nội trợ rồi nuôi con này kia không kiếm tiền được, nhiều khi mọi người khinh thường ở trong gia đình rồi người ta nói này nói kia, mình Ôi, cũng tủi thân với thầy. tự mình cảm nhận cái đó nên nó bị người ta khinh thường. Chứ mấy ông đàn ông á, mấy ông sợ lắm. Mấy đàn ông mà vợ kiếm tiền nhiều quá, nhiều khi nhiều người cũng sợ là vợ lấn át mình. Nên là việc mà chăm lo được cho vợ con ở nhà là một phước báo lớn lắm đó chứ. Hôm Đừng nay có được khai thông kiến đi, tự mình tự ti người ta mới xem thường mình được, còn chứ mình nội tâm của mình cảm giác được điều đó thì đâu bao giờ cảm giác được sự danh giá của nghề nghiệp của mình. Hôm nay được khai thông nhiều. Không có oán trách nữa, đỡ đi một cái rối loạn điện từ. Cảm ơn thầy đã chia sẻ, đã chỉ điểm rất là Ở nhiều. đây có câu nói là ở nhà hoài chồng năn nỉ đi làm giùm anh đi, học hoài kiếm tiền đi. Đâu có, tại do mình đi học hoài mình chưa làm trọn cái vai trò của một người nuôi con. Nếu mình tạo ra đứa những đứa con đặc biệt rồi khích lệ nuôi dưỡng ông chồng trở thành những người làm được những gì vĩ đại trong xã hội, thì ông thấy giá trị đó, ông có muốn mình làm gì nữa đâu. Do mình đó, tối ngày quán trách ổng, không có bồi dưỡng khích lệ ổng để coi ổng có bản lãnh cuộc sống, nên ổng đâu có ra ngoài ổng kiếm được nhiều tiền hơn, nên ổng mới yêu cầu mình kiếm tài chính. Còn nếu mình khích lệ được, bồi dưỡng được tốt, thì mấy ổng kiếm tiền dư, ổng kêu mình kiếm tiền nữa làm gì. Ai mà muốn vợ mình đi kiếm tiền cho cực, ở nhà nuôi con, chăm sóc, phát triển, đồng hành cùng chồng, đi chơi vui vẻ rồi này kia ngon hơn không. Nhưng mà bởi vì do thấy vợ ở nhà một mình không làm gì, tối ngày u sầu, người ta kêu đi làm, chứ ở nhà mà chăm lo cho con cái mà vui vẻ thoải mái, đọc sách đồ, phát triển tri thức đồ, trợ cho chồng, cố vấn cho chồng rồi nhiều việc trong cuộc sống, thì tại sao cần phải đi làm. Nó mình làm chưa hết vai trò của mình nên ông chồng cũng thấy mình không có giá trị. Còn nếu mình làm hết vai trò của mình thì sao, thì ông chồng thấy giá trị liền gì.
Em ngày xưa cũng học cũng lên tới học, hồi xưa là ông xã em là ông lấy tiền đại học, học phí của đại học của ông nuôi em học ra đại học luôn, mà cuối cùng là ông nghỉ đại học nửa chừng xuống trung cấp, thì em học được tới đại học. Hồi xưa nhà cũng khổ thì ông cũng hỗ trợ em Đó, nữa, ông nói chồng chừng mình vậy là đó, có tiền ông cũng chồng mình dễ thương như vậy đó, mình không trân quý ổng mà mình à. thấy ổng thiếu kiến thức rồi đi học cái gì dạy dạy ổng, nên là ghét từ từ ông chồng thương quá ông cũng cảm thấy tổn thương. Dạ đúng rồi thầy. Mấy cái À, đó em đó mình đang học giấu, đàng hoàng lại. hai vợ chồng em giấu, em chồng em cũng giấu, bố mẹ chồng em đâu có biết là ông đang học đại học giao thông vận tải mà xuống thành giờ trung cấp đâu. À, mà cũng chưa biết cái chuyện đó, em cũng thấy cũng giấu luôn đó thầy. Biết là bố mẹ chồng em chắc cũng la hay này kia đó, Cũng cũng không nói sao nhiều sự thật đâu, em nếu chưa mình dám. tạo giá trị tốt cho gia đình thì là có ai nói gì nữa đâu. Mình bây giờ mình ngừng lại tạo giá trị nên ta mới nói, chứ mình tạo giá trị tốt lại nói năng. Thôi bây giờ ăn học khai mở dần dần rồi đó, biết được yêu thương chồng hơn rồi, hiểu được giá trị chồng tạo rồi, từng bước lại hai vợ chồng xây dựng từ từ. Còn Em không có cảm học ơn bao thầy nhiêu đâu nhiều. nha, không có học bao nhiêu đâu. Nghe tới đâu ngủ tới đó thì em Đó. chào thầy, em cảm ơn thầy nhiều. Trời ơi, có ba đứa con là phước báo lắm rồi, biết bao nhiêu là. Em cũng khó có con lắm đó thầy, đứa đầu cũng khó, rồi đứa thứ hai là đi xin đi, đi chùa Hương xin, rồi đứa thứ ba không biết tự nhiên sao có nữa cũng không biết nữa. Mà ra đứa con Biết trai đi, ông bà cũng có ăn vui, nằm với nhau cũng không, như cái phước báu của mình. có ăn nằm không, chừng nào không ăn nằm không làm gì hết trơn á mà có con nó mới lạ không biết, còn ăn nằm với nhau mà làm gì có con là chuyện bình thường. Covid ảnh bị cách ly từ tháng 4 ở Vũ Long An, thì em ở trên Sài Gòn ở nhà với hai đứa nhỏ tới tháng 10 lận. Tháng 10 hai chồng em mới ảnh mới tới tháng 10 anh mới về gặp nhau, thì cũng lúc đó em cũng xuống xuất gia vô duyên á, cũng không có, cũng kiêng cử cũng này kia cũng không có ấy thầy. Xong Nhưng mà rồi có ăn nằm với nhau có thầy có không? một À, lần có mà nói gì đâu lạ, có ăn có mà, chừng nào không ăn nằm mà có con đó mới lạ ha, còn ăn nằm thì thôi ha. Rồi. Rồi, cảm ơn Bye bye. thầy. Bye bye thầy. Hello Lucky Trần. Dạ là con kính chào thầy ạ. Và hôm nay con cũng rất là biết ơn những bài học của thầy. Thầy và con cứ tự hỏi rằng là đôi khi con thấy đơn người, người vì những cái thứ mà dễ ợt hoặc là những thứ dễ nhìn mà con thường hay dễ dễ thấy hàng ngày, kể cả thầy địa lý á, thầy địa lý á, là có thầy địa lý lý dù á, là thầy đeo kính 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 nhưng Thầy mà nghe hình chưa ảnh rõ nè, kể lại thầy nghe nãy giờ sao nó tự nhiên sao nó giật 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 không rõ sao, có hôm qua có bài học tâm đắc gì dạ thưa không? thầy, là đôi khi con cũng hơi đơ đơ với những cái thứ dễ nhìn hoặc là dễ dễ tính toán á. Đó cũng giống như là cái việc mà thầy địa lý á, thầy đó chỉ thầy đó đeo kính thôi thôi mà thầy đi vào trong lớp, dù con dù đó là cái vóc dáng của thầy đúng như vậy, nhưng mà con vẫn phải phải đơ người khoảng khoảng một thời gian gian chị mới nhận ra được thầy. Kể cả bài toán á, là cô có bảo rằng là đằng sau của 100 là gì, thì con cũng rất là đơ người người, tại vì là không biết đằng sau hay là đằng trước nữa nữa như thế được ạ. Thì thôi nếu kể để cho thầy nghe thì thôi, còn hỏi thầy mới trả lời. Dạ là con cũng chẳng biết nữa, có phải là do nhìn thấy mấy cái thứ thứ dễ nhìn hoặc là ngày dễ. xưa ngày xưa thầy á là người nhà của thầy kêu thầy đi mua nước tương thì chắc chắn là thầy sẽ đi mua nước mắm hay cái gì khác, kêu đi mua muối thì thầy có thể mua đường hay cái gì khác, và thầy bị la đánh từ nhỏ tới lớn cái đó.
thầy không có tập trung bất kỳ cái gì hết trơn á vào những cái việc đó, thầy chỉ tập trung vào cái những gì thầy đang nghĩ thôi. Dạ là thầy ơi, là con hiểu ý thầy nói không? Dạ con hiểu. Vậy thầy, thì ngày xưa thầy được chửi là bị ngu khờ, nhưng mà cái gì thầy tập trung thì thầy làm tốt, sau này thầy mới phát hiện ra là thầy là nhân tài thứ thiệt. Đó là thầy chỉ cần tập trung làm gì thì cái đó nó phát triển, cái gì không tập trung thì thầy không biết gì chứ. Tới thời điểm này lâu lâu thầy quên tên con của thầy, gọi tên mấy đứa nhỏ lộn nhau chứ. Dạ. À vậy thì bây giờ gì nè, nhiều khi đầu óc của con tập trung vô một cái gì đó với cái tưởng của mình nó bị lạc á, thì con chỉ cần quay trở ngược lại sống với thực tại ngay cái giây phút đó đó, thì con sẽ xử lý được vấn đề đó liền. Dạ. Là con... hiểu ý không? Có nghĩa là lúc đó đầu óc mình nó lơ đãng ở đâu đó, nên khi vấn đề vừa tới mình không có bắt nhịp kịp, mình đơ. Được chưa? Thì dạ, con sống ngay giây phút thực tại đó, thì lúc thời điểm đó con sẽ không bị mắc phải cái đó nữa. Dạ con biết rồi ạ. Là đôi khi con nghĩ đến toán mà con không, con nghĩ đến đến thầy địa lý. Đúng, cái đó đó. Cái đầu của con rất là tập trung và tập trung vô điểm con suy nghĩ, nên cuối cùng con bị lơ là lơ đãng cái hiện tại. Thì cái đó nó được gọi là rất là tốt, nhưng mà nếu mình còn nhỏ thì người ta thấy mình có vấn đề, giống như mẹ kêu cái gì cái con lơ đãng con không làm được, thì người nhà mình sẽ đánh giá mình là tệ, nhưng mà thực chất cái đó nó không tệ. Nếu con quay con tập trung cái gì thì con tập trung cái đó, thì từ từ con sẽ phát huy được não bộ của con toàn diện luôn. Và thầy sau khi thầy học khoảng hết lớp 12 thì thầy mới phát huy được, và trước đó thì thầy khờ lắm. Còn tập trung cái gì thì mới tập trung được, còn nếu không thôi thì nó lơ đãng. Dạ. Dạ là đầu óc cũng đầu óc con là đầu óc tối ngày tưởng ra những cái gì xa xôi không à, nên là con biết là đâu có phải ai muốn hiểu con là được, con có để ý không? Hiểu. Nhưng mà vô đây thấy thầy cũng tương đối hiểu con không, biết tại sao không? Biết. Hồi đó cái đầu của thầy cũng tương tự như vậy đó, nói chuyện trên trời dưới đất tào lao không à, mà những người xung quanh đó người ta không hiểu mình nói gì, nên cuối cùng đâm ra thầy không có nói với ai. Con mạnh dạn dũng khí nói, còn thầy ít nói lắm, thầy thấy người ta không hiểu mình thì thôi. Dạ. Yeah. Vậy thì bây giờ con nè, đừng có để mất thời gian, giống như thầy tới tuổi trưởng thành thì mới thay khác được cái đó. Con quay trở ngược lại, con sống với thực tại lại để khai mở luôn cái trí tuệ của mình luôn là ngon nhất. Dạ. Yeah. Thì cái đó về bữa lấy công thức làm từ từ sao, mình nếu làm không được thì cũng không sao. Người ta có chửi mình chút xíu thì mình tập trung lại. Được không? Dạ. Yeah. Vậy thôi. Chứ con là thầy đánh giá con không phải đứa trẻ bình thường. Ha. Nên ngay từ đầu thầy rất là mến con, nên là thầy rất kiên nhẫn để lắng nghe cái sự chia sẻ của con. Chứ người nếu không thôi người ta không hiểu con nói gì luôn. Dạ. Yeah. Con biết thầy biết cái dạng gì, nên là uổng một nhân tài. Thay vì để tuy kế tới lớn thì thầy là thầy có phước báo, nên thầy tại tự ngộ ra và chuyển dịch vào một số cao nhân chỉ điểm cho thầy. Nhưng mà nhiều khi con người ta không hiểu con, cái người ta la con biết, tới khi con lớn con tưởng đâu mình là người vô dụng luôn thì là chết luôn à. Yeah. Nên là bây giờ mình tập trung lại, có lớp học rồi thì thầy nghĩ con trưởng thành hơi sớm hơn thầy nhiều lắm đó. Năm nay 11 tuổi hả? Dạ con đúng rồi ạ. 11 tuổi là ngon lắm rồi. 2 năm đi, bồi dưỡng 2 năm đi, theo đuổi lớp học 2 năm nữa đi ha. Dạ. Đồng hành cùng thầy 2 năm nữa là thầy nghĩ là khai mở cho con được. Dạ con hiểu rồi ạ. Thôi bye bye con. Dạ bye bye. Đọc sách giống như con ngày hồi nhỏ thầy cũng mê vậy đó, tối ngày sách tìm đọc. Con cả ngày nay là con không có đọc sách, con nằm trên con học, con toàn học bài, bài không còn để ý tới sách nữa, do là con do sách mà y học thất truyền của thầy chưa có chuyển tới cho con nên con không vậy có bữa tặng vậy bữa tặng tặng cho cuốn sách đó. Dạ. Đang lục lại, dọn nhà hôm ngày chưa lục ra. Dạ. Vậy ha. Ồ con yêu thầy ơi, và trân trọng biết ơn thầy và cả nhà ạ. À.
và con xin tắt mic. Nhiều đứa trẻ các anh chị, giống như ngày xưa Toàn để ý, sau này Toàn mới phát hiện, ví dụ như Toàn đang chơi bắn cu li đi thì tập trung lắm, cái đầu của mình lúc nào cũng vô bắn cu li hết trơn. Ai kêu cái gì, giống như má hay là người nhà kêu, cái chạy về, cái lúc cái đầu mình tập trung vậy đâu có nghe nói gì đâu, cái đi lại cái chỗ mua đồ mình đâu biết mua gì, mà về hỏi lại thì bị chửi sao. Nên mua đại một cái đi, có gì lại đổi sao. Thì lại mua về thì đang người ta đang gấp mà, mua đường mình mua muối mà, thì về nhà chắc chắn 100% bị đánh đòn. Nhưng mà lại đổi thì thôi, đổi xong rồi mình đi, thì cứ xuyên suốt như vậy nên lơ đãng vậy đó. Nhưng mà sau này Toàn mới phát hiện ra Toàn là nhân tài thứ thiệt à. Tại vì Toàn làm gì Toàn rất là tập trung mà không ai cản trở cái con đường mình đi được. Tại vì á, Toàn đi thẳng tới cái con đường mình đi luôn. À thì ra là nhân tài. Nhưng mà bởi vì do nhân tài như vậy đó nên là người ta không hiểu mình, nên là cuộc đời của mình hàng ngày nó rất là lơ đãng. Má Toàn ngày xưa la Toàn hoài gì, ở trong nhà không biết làm gì hết trơn á. Toàn còn nói nữa mà, ngày xưa có vợ rồi này kia, mấy cái cửa đồ hư rồi này kia, cái má Toàn nói sao không biết sửa đồ này kia gì nữa. Nói má để con nhờ thợ là sửa. Nói con trai gì đâu, đàn ông gì đâu mà kém quá trời, không biết làm gì kia. À mà cũng đính thinh, tại vì mình có thể mình không biết làm đó, nhưng mình làm tốt đúng cái vai trò của mình, làm cái gì đó rồi trước tiên tính sao người ta có thể bù đắp khuyết điểm của mình. Toàn không có tập trung cải biên cái khuyết điểm của Toàn, mà Toàn phát huy tối đa cái lợi thế của mình, còn lại người khác bù đắp khuyết điểm cho Toàn, rồi sau đó tính sao. Làm được hết, nhưng tại vì giai đoạn này tôi không tập trung vô cái đó thôi, chứ không phải tôi làm được. Thì nếu con trai hiểu được đạo lý đó thì nó sẽ khác. Biết ơn các anh chị vì đã có mặt buổi thứ 3 của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái nguyên lý thứ 4, nguyên lý trong quá trình chuyển hóa tâm thức của con người. Đó là nguyên lý số 4. Dạ. Các anh chị ghi giúp Toàn nguyên lý. Hỏi. Nghi. Ngộ. Hiểu. Chuyển hóa. Đây là một trong những nguyên lý rất là đặc biệt. Đây là một trong những nguyên lý rất là đặc biệt. Đó là hỏi, nghi, ngộ, hiểu và chuyển hóa. Toàn lấy ví dụ là các anh chị sẽ nắm bắt được liền. Giống như... ai ở đây có cảm nhận một điều rằng nè, đó là khi chúng ta, các anh chị, chúng ta hiểu một cái điều gì đó, hiểu vì sao chúng ta nên làm điều gì đó, thì có phải là chúng ta hành động rất là mạnh mẽ không các anh chị? Khi chúng ta hiểu, hiểu là tại sao chúng ta nên làm điều đó, thật sự hiểu tại sao chúng ta nên làm điều đó, thì năng lực hành động của chúng ta, các anh chị có cảm nhận là rất là mạnh mẽ không? Mạnh mẽ. Vậy thì nguyên lý này cho chúng ta một cái ý nghĩa như sao? Đó là thay vì chúng ta đi giải quyết năng lực hành động của một con người,
thì chúng ta chỉ cần cho họ hiểu cái điều đó là được. Nếu một bạn nhỏ hiểu lý do tại sao mà bạn đó cần phải học tập nghiêm túc thì chúng ta không cần nhắc nhở việc học của con nữa. Người nào mà hiểu lý do tại sao cần phải bảo quản sức khỏe, bảo dưỡng sức khỏe thì chúng ta không cần nhắc nhở là tập thể dục hay là ăn uống điều độ gì nữa. Vậy thì khi con người hiểu, họ sẽ tự hành động và họ có tự có sự chuyển hóa. Vậy thì chúng ta đang rất đau đầu cho cái sự thay đổi của một con người hay chuyển hóa của một con người, thì chúng ta dời lại cái đó, chúng ta chuyển đổi lại cái đó. Đó là chúng ta tập trung vào lại vào sự hiểu của con người thì hơn. Ví dụ như chúng ta kêu người ta phải làm điều gì đó thì thôi, bây giờ chúng ta cho người ta hiểu nên làm điều đó thì nó nhẹ hơn không ạ? Theo các anh chị thì một là chúng ta kêu người ta làm một cái điều gì đó, hay bản thân của chúng ta, chúng ta thôi thúc chúng ta nên làm một điều gì đó, chúng ta dịch chuyển ra là thành chúng ta hiểu tại sao nên làm điều đó thì nó ngon hơn không? Các anh chị hiểu ý Toàn mới vừa diễn đạt không? Nó nhẹ hơn nhiều lắm. Thay vì chúng ta giải quyết vấn đề bằng cách là ép người ta phải làm một cái điều gì đó. Ví dụ như các anh chị đi, chúng ta mong muốn này, xã hội này càng ngày càng bảo vệ môi trường hơn, nên là gì, kêu người ta hãy sống làm sao cho bảo vệ môi trường, sống bảo vệ cái nơi mà họ đang sống và môi trường họ cần bảo vệ để tạo cho điều kiện cho thế hệ sau tốt lên. Chúng ta có thấy là nhiều cái tổ chức ra đời như vậy không? Các anh chị thấy làm đi làm lại nhiều năm cái kết quả vẫn chưa cao, là bởi vì thay vì như vậy thì chúng ta làm sao cho xã hội sao ạ? Hiểu được tại sao cần phải bảo vệ cái môi trường của chúng ta sinh sống thì tự khắc họ sẽ hành động. Vậy thì thay vì giải quyết cái sự thay đổi của con người thì chúng ta chuyển lại cho người ta hiểu tại sao người ta nên làm điều gì đó. Được chưa? Nắm được tới đây không? Nhẹ hơn không? Nhẹ hơn so với chuyện ép người ta làm không? Nếu ai ở đây là một người phụ nữ kỳ vọng chồng mình yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho gia đình thì thay vì kêu ổng làm thì cho ổng hiểu sao ạ? Cho ổng hiểu tại sao nên làm điều đó. lý do thật sự để làm điều đó, thì khi ổng hiểu ổng tự làm. Nhẹ hơn là mình kêu ổng làm. Hoặc là người phụ nữ cũng vậy, người đàn ông muốn người vợ của mình chú ý hơn sức khỏe, chú ý hơn sắc đẹp của bản thân, chú ý hơn cái yêu thương bản thân mình hơn, vân vân, thì người đàn ông tạo điều kiện cho họ, người phụ nữ hiểu được điều đó là xong, chứ không cần phải nói. Một người nào đó hiểu thì người ta sẽ làm. Còn nếu mà mình nói người ta người đó hiểu mà chưa làm, có nghĩa là chưa hiểu. Mình phải hiểu được cái hiểu ở mức độ nào. Hiểu thật sự ở đây chính là hiểu rồi sẽ hành động. Còn nếu chưa hành động là chưa hiểu. Được không? Anh chị nắm được ý này không? Rồi. Cái bắt đầu nguyên lý này cho chúng ta một thông điệp truyền tải mới nữa. Đó là thay vì chúng ta giải quyết cái hiểu của con người thì chúng ta đi giải quyết cái ngộ của họ cho nó nhẹ. Được. Thay vì đi giải quyết cái hiểu của con người, ai ở đây trong số các anh chị từ có những lúc chúng ta dò đầu thì ra là như vậy, có vỗ đùi đâu không, vỗ đùi thì ra là như vậy không? Có ai không, có ai đã từng dò đầu hay vỗ đùi hay làm gì đó
là à, tôi ngộ ra điều đó à, thì ra là như vậy. Vậy thì giây phút đó đó các chuyên gia gọi tên đó là ngộ. Khi một con người ngộ ra một điều gì đó, họ sẽ tự khắc hiểu cái điều đó. Nên con người ngộ rồi họ sẽ hiểu và chuyển hóa. Nên cái ngộ nó sẽ đưa đến sự chuyển hóa của con người là nhanh nhất. Nên có một câu nói ở đây các anh chị ghi vào giúp Toàn, và chúng ta cùng phân tích câu nói đó để hỗ trợ cho tất cả các anh chị thấu hiểu cái từ ngộ này. Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng. Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng. Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng. Quan trọng khi nào mình ngộ ra. Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng. Quan trọng khi nào mình ngộ ra. Ý nghĩa câu nói này sao ạ? Cuộc đời của con người ngắn dài không không quan trọng. Quan trọng khi nào mình ngộ ra. Hiện tại là chúng ta đang đồng hóa khái niệm về tuổi tác đại diện cho cái hiểu biết của còn một con người, nhưng mà không phải con người có dài hay ngắn sống trong cuộc đời này. Nếu mà họ không ngộ nhiều điều về một cái lĩnh vực nào đó thì cái sự hiểu biết của họ về lĩnh vực đó cũng không cao. Nên là một trong những cái ngộ quan trọng nhất của con người đó là ngộ về nhân sinh, có nghĩa là thấu hiểu về bản thân mình và thấu hiểu về con người. Mà nếu chúng ta có những cái ngộ về con người thật sự thì mở ra một cái hiểu biết lớn về cái nhân sinh đó, thì từ đó trở đi cuộc sống chúng ta nó mới bắt đầu kiểm soát dần được. Nên là hiện tại cái ngộ của con người ngộ rất là nhiều điều trong công việc làm ăn, nhưng mà ngộ về con người thì chưa nhiều. Nên chúng ta chỉ cần giải quyết cái ngộ về con người nhiều sâu sắc, có một cái ngộ mà dẫn dắt chúng ta thấu hiểu về con người thì dần dần chúng ta sẽ thay đổi được cái cuộc sống rất lớn. Một người nào đó vào một ngành nào đó, vào một lĩnh vực nào đó, dù thời gian của họ dành ra trong ngành đó rất thấp, nhưng nếu ngộ nhiều điều hơn trong ngành đó thì người đó có hiểu biết nhiều hơn người khác, chứ không phải là chúng ta có thời gian dành cho ngành nhiều hay ít. Nên thay vì giải quyết vấn đề hiểu biết của con người và hành động của con người, chúng ta giải quyết cái ngộ của con người. Nếu làm cho họ ngộ được nhiều điều thì sao ạ? Họ sẽ chuyển hóa càng ngày càng càng nhanh. Còn nếu ai làm được một điều này nữa, đó là đốn ngộ. Đốn ngộ. Đó là đợi một cái thời gian của một con người ngộ thì nó nhiều khi mất nhiều năm, nhưng mà nếu đốn ngộ thì ngay tức khắc sao ạ? Ngộ liền ngay tức khắc và rút ngắn lại vài chục năm. Nếu ai ở đây có quan sát nè, thật tâm mà chúng ta chia sẻ nha, đó là ai ở đây học được một vài khóa có cảm giác được rằng là 21 ngày trôi qua y như rằng chúng ta đã trải qua mấy mươi năm trời không? Trải qua cái ngộ của 20-30 năm không? Có không? Có ai cảm giác được cái điều đó không? Có ai thấy được điều đó không? Thì nếu được như vậy, có nghĩa là các anh chị đã đốn ngộ. 30 năm, 40 năm, 50 năm, chúng ta không có ngộ ra được điều đó. Nhưng mà khi học trong cái lớp học của chúng ta trong vòng 20 mấy ngày, ngay tức khắc các anh chị ngộ, có nghĩa là đốn ngộ và các anh chị chuyển hóa toàn diện luôn.
Hiểu ha, hiểu cái ý từ này ha. Vậy thì nó có hai cái thuật ngữ quan trọng mà chú giúp cho chúng ta cái chỗ này, các anh chị ghi giúp Toàn cái từ này nữa. Đó là tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Đây. Tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Có nghĩa là nghi ở đây theo cách hiểu là nghi vấn của một con người cho họ cái ngộ, chứ không phải nghi ngờ mà cho ra ngộ. Một suy nghĩ mà nó chiếm tâm trí của họ, nó trăn trở cái đầu óc của họ, thì khi mà đủ cái nghi vấn thì con người chúng ta sẽ ngộ. Con người chúng ta hiểu lầm là trải nghiệm cuộc đời sẽ làm cho con người chúng ta ngộ. Hoặc là học tập sẽ làm cho chúng ta ngộ. Nhưng không phải, trải nghiệm hay học tập nó đều không làm cho chúng ta ngộ nếu trong đầu chúng ta không có nghi vấn về điều đó. Hoặc cái nghi vấn của chúng ta theo chiều hướng tiêu cực nó cũng không giúp cho chúng ta có cái ngộ tích cực được. Nên cuộc đời của con người, nếu nói về sự chuyển hóa, thì chúng ta có thể tóm gọn lại ở một cái chữ, đó là do họ có những nghi vấn gì mà nó quyết định cái ngộ của họ. Tuổi tác của con người ngắn dài không có quan trọng, quan trọng là họ nghi vấn cái gì và họ có ngộ điều gì. Nếu một con người có những cái nghi vấn tiêu cực trong cuộc sống thì cái ngộ của họ theo chiều hướng tiêu cực. Nếu một con người nghi vấn theo chiều hướng tích cực trong cuộc sống thì cái ngộ của họ theo chiều hướng tích cực. Nếu một con người nghi vấn theo chiều hướng tiêu cực trong cuộc sống thì cái ngộ của họ tiêu cực, dẫn đến cái hiểu sẽ tiêu cực và cái hành động của họ theo chiều hướng tiêu cực. Nếu con người nghi vấn theo chiều hướng tích cực, cái ngộ của họ sẽ theo chiều hướng tích cực và cái hiểu của họ sẽ chiều hướng tích cực và có sự chuyển hóa hay là hành động theo chiều hướng tích cực. Con người luôn luôn có một cái nghi vấn khi đối diện với vấn đề, nhưng ai nghi vấn theo chiều hướng nào sẽ dẫn dắt cái ngộ theo chiều hướng đó. Nếu nghi vấn mà là những đại nghi thì cái sẽ cho ra đại ngộ. Đại có nghĩa là sao? Là lớn. Cái ngộ đó được giải thì mọi vấn đề khác được giải. Còn tiểu nghi là những cái nghi nhỏ, nên là giải ra xong thì giải quyết được một phần của vấn đề cuộc sống của người đó. Nên nó có hai cái khái niệm mà chúng ta cần làm rõ. Thứ nhất, cái gì được gọi là tích cực, cái gì được gọi là tiêu cực. Sau đó Toàn sẽ hướng dẫn các anh chị cái gì được gọi là nghi vấn tích cực, cái gì được gọi là nghi vấn tiêu cực. Và sau đó hướng dẫn các anh chị cái cách làm sao để chúng ta có được những cái ngộ tích cực và những cái đốn ngộ để làm sao cho cuộc đời chúng ta nó chuyển hóa nhanh nhất có thể. Tại vì chúng ta không biết được ngày mai sẽ chuyện gì xảy ra. Nếu nói nguy cơ hay tương lai, không biết cái nào đến trước. Các anh chị đã từng nghe câu nói này không? Nguy cơ hay là tương lai, không biết cái nào đến trước. Có từng nghe câu nói này chưa các anh chị? Nguy cơ hay là tương lai, không biết cái nào đến trước. Các anh chị có cảm nhận không? Nếu chúng ta ngộ nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống thì nhiều khi tương lai nó đến trước. Còn nếu chúng ta ngộ theo chiều hướng tiêu cực trong cuộc sống thì nguy cơ nó đến trước. Được ha. Vậy thì bây giờ cùng đồng hành cùng Toàn nghe các anh chị, trước khi hiểu nguyên lý một cách sâu sắc, hãy đồng hành cùng Toàn làm rõ hai khái niệm này trước nha. Tiêu cực với tích cực ha. Đây, hào hứng rồi đó. Thấy hào hứng. Khái niệm này hay lắm.
Từ khi cao nhân chỉ điểm cái này, các anh chị toàn cảm giác được con người chúng ta có một sự chuyển hóa theo chiều hướng tốt đẹp, là chuyện nó đơn giản tiêu cực tích cực. Ai trong số các anh chị dưới tuổi 30 đi mà chưa có gia đình mà đang có người yêu, có thể giơ tay cho Toàn làm quen để Toàn Toàn cùng với nhau làm rõ hai thuật ngữ này. Có ai không? Có ai dưới tuổi 30 chưa có gia đình mà mới có người yêu? Đây có tiếng nam đây, tiếng nam Đinh, có Hoài Phạm, có Trinh Trương à. Rồi Toàn sẽ mượn một người Toàn hỏi để chúng giúp cho chúng ta làm rõ cái thuật ngữ tiêu cực và tích cực nha các anh chị. Hoài Phạm đi, chút xíu hỏi tiếng nam rồi sao. Hoài Phạm là đang có người yêu không? Em chào thầy, em chào anh chị ở trên Zoom. Em giơ tay bởi vì em đáp ứng tiêu chí là dưới 30 và còn độc thân. Còn lại tiêu chí mà có người yêu là em chưa đáp ứng được. Chưa có, đang có người yêu chưa? Chưa. Chưa, không có tư cách nói này. Rồi nha, bye bye nhau nha. Cũng lên quảng bá còn độc thân cũng được, được chưa? Cũng xuất hiện cũng được, nhưng mà chưa đủ tiêu chuẩn hỏi này, nhưng mà chút xíu cũng phải hỏi cái khác ha. Rồi Trinh Trương. Trinh Trương. Dạ em chào thầy, em chào cả nhà. Thứ nhất là có người yêu chưa? À, dạ rồi thầy. Đang có luôn không? Dạ có, đang quen ạ. Ok, quá tốt. Dưới 30 luôn không? Dạ, năm nay 27 tuổi. Người yêu có đang bên cạnh hay trong học trong Zoom này không? Dạ không thầy. Không hen, được. Bây giờ lấy ví dụ hen. Khoan hay vội hay trả lời nha. Dạ. Toàn hỏi để giúp đỡ cho lớp học chúng ta hiểu thuật ngữ tiêu cực và tích cực. Được ha? À, tên Trinh đúng không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Có một người nào đó không phân biệt giới tính nam hay nữ là bạn của mình hoặc là người thân của mình, mang lại thông tin cho Trinh rằng là người yêu của Trinh, dùng cái từ này đi cho nó dễ, đó là phản bội Trinh. Có chứng cứ rõ ràng thông qua video, thông qua hình ảnh, thông qua mọi cái. Thì theo Trinh, người đó mang thông tin đến cho Trinh là thông tin tiêu cực hay tích cực? Phan hãy trả lời nghe, suy nghĩ một chút rồi Toàn hỏi lớp học. Chậm lại chút xíu nè, Toàn hỏi Trinh nè. Trinh đang có người yêu, một người mang thông tin lại cho Trinh là rằng là người kia, đối phương đang phản bội Trinh, mà có chứng cứ sự thật nghe, nhìn thấy vô đó là chứng minh đó, đó là sự thật. Thì theo các anh chị, thông tin đưa đến Trinh thì thông tin đó tích cực hay tiêu cực ạ? Trinh Phan hãy trả lời nghiêng Trinh, cho mọi dạ, người dạ. Trả lời trước một cái. Ở đây có đâu rồi, bạn kia cũng nãy đâu muốn tiêu rồi. Hoài Phạm tắt micro. Tiếng nam, theo em thì em nam tiếng hay là tiếng nam em? Là tiếng nam ạ. Tiếng nam, theo em thì thông tin đó tích cực hay tiêu cực đối với em? Theo em thì nó tích cực thầy ạ. Ok, tại sao? Bởi vì các anh chị nhớ là chỉ có một là tích cực hay là tiêu cực thôi, chứ không nói cả hai nha. Tích cực ạ, bởi vì mình biết trước, mình biết sớm thì mình đỡ tính. Biết tay cho nó dễ hả? Đỡ đau khổ hả? Ừ. Em có người yêu chưa? Em đang có ạ.
Vậy ha, ok. Hoài Phạm thì sao? Thông tin đó tích cực hay tiêu cực? Cảm ơn Nam. Hoài Phạm, thông tin đó em nhận thức là tích cực hay tiêu cực? À, thấy chưa có người yêu vẫn trả lời được rồi thầy. Bây giờ được quyền trả lời nhưng không đủ tư cách để làm nhân vật chính thôi. À, em nghĩ là tích cực. Tại sao tích cực? Ít nhất thì mình cũng biết được phần nào đoán được cái người mà mình chọn nó như thế nào để mình có cơ hội mình tìm hiểu sâu hơn ạ. Đây được rồi. Nhi Bùi thì sao? Dạ, theo em là tiêu cực ạ. Tại vì sao tiêu cực? Tại vì em rất là tin tưởng người người đó và ý là không thể tin được á. Nó không đem đến mình cảm giác vui nên em nghĩ nó là tin tiêu cực. Phúc Cao thì sao? Dạ, theo em cũng là không tin tiêu cực luôn. Tại sao tiêu cực? Thì cái tin rõ ràng là người yêu mình như vậy là một thông tin nó tiêu cực rồi, nhưng mà quan trọng ở cái chuyện mình đánh nhìn nhận cái chuyện đó là như thế nào thôi. Nhưng mà cuối cùng là tiêu cực hay sao? Là thông tin đó là thông tin tiêu cực. Thiệt không? Thiệt. Vậy hả? Thôi biết ơn em. Hà Nguyễn, tiêu cực hay tích cực? Sẽ tùy theo, ví dụ mà em đang muốn em với bạn ấy đang có mâu thuẫn chẳng hạn và không muốn ở bên nhau nữa thì đấy có thể là thông tin tích cực với em, nhưng nếu mà em muốn vẫn còn muốn một quan hệ yêu đương với bạn đấy thì đấy có thể là thông tin tiêu cực với em nghĩ thế. Rồi hỏi anh quay lại Trinh đi. Trinh, thông tin này nếu đến với em thì tiêu cực hay tích cực? Dạ theo em là tích cực thầy ạ. Tại vì nếu mà em biết rõ hơn thì em sẽ, hai đứa sẽ ngồi lại và nói chuyện và có một cái hướng giải quyết sớm hơn, hoặc là với lại là mình sẽ hiểu nhau hơn. Để chứ còn nếu mà đối với em á, thì để mà người khác mà gửi một cái thông tin nào đó thì em cũng cần xác nhận lại từ người bạn trai của em, chứ không phải là em tin hoàn toàn vào những thông tin. Nhưng mà cái đó là tích cực ha. Dạ. Thôi biết ơn Trinh. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ anh xin phép và anh Toàn xin phép hạ tay các anh chị xuống hết. Vĩnh Cửu, chúng ta sẽ không biết nó là tiêu cực hay tích cực, bởi vì tiêu cực hay tích cực á, nó phải có cái góc nhìn của nó chứ, dựa vào đâu để chúng ta xác định tiêu cực và tích cực thì chúng ta mới biết cái đó là tiêu cực hay tích cực chứ. Có một cái dựa vào thì nó sẽ rất là giúp ích cho chúng ta quyết định nó rất là chuẩn. Đó là dựa vào mong muốn của chúng ta. Mong muốn của một người nó sẽ đại diện cho thông tin đó đến là tích cực hay tiêu cực. Ví dụ ha, Trinh muốn chia tay người bạn trai đó mà không biết lý do. Khi một người mang đến thông tin đó, dù có một chút mức mơ hồ, thì mình cũng làm lớn lên đến mức để có thể hợp thức hóa tư cách chia tay, thì thông tin nó mang lại rất ngon không? Theo Trinh thì nếu muốn chia tay mà thông tin mang lại vậy ngon không? Dạ có. Tại vì muốn chia tay thì thông tin nó mang lại thì sao? Quá mừng. Bởi quá vì mừng. Chia tay mà. Dạ. Đúng chưa? Vậy thì thông tin nó mang lại thuận theo chiều mong muốn của một người á, thì người ta định nghĩa nó là tích cực. Thuận theo á Trinh. Dạ. Còn nếu thông tin, nếu mà mong muốn thật sự của Trinh là chọn đời sống với người đàn ông đó, thì thông tin đó là thông tin ngược với chiều mong muốn không? Vì thông tin đó là thông tin tiêu cực. Được không? Hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không? Dạ. Vậy là do bản thân mình. Điều do bản thân mình có cái mong muốn gì mà nó quyết định cái đó là tích cực hay tiêu cực.
Được chưa? Ví dụ đất nước mình thì muốn hòa bình, nhưng có ai đó người ta vào đất nước chúng ta, người ta phá đất nước chúng ta, thì đối với chúng ta thì thấy nó là sao ạ? Những người đó là những người phá hoại, nhưng họ có thể trở thành anh hùng trong chiến tranh đối với những quốc gia người ta sinh ra chiến tranh. Đúng chưa? Vậy thì cái khái niệm tích cực tiêu cực, khái niệm này nó tương đối mơ hồ nếu không xét vào cái hệ quy chiếu gì. Vậy thì xét vào cái góc nhìn mong muốn của bản thân của chúng ta, thì từ đó chúng ta mới xác định lại được mình đang tích cực hay tiêu cực. Được chưa? Vậy thì một người không biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời này, thì thông thường người đó sẽ không biết mình đang tích cực hay tiêu cực. Chậm lại chút xíu nè, nói cho Trinh để Trinh nhớ, Trinh ghi luôn nè, và mọi người ghi nè. Một người không biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời này thì sẽ khó xác định mình đang tích cực hay tiêu cực. Một người mà không biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời này thì sẽ khó xác định mình tích cực hay tiêu cực. Được không? Canh nắm Trinh nắm được ý này không? Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ toàn hỏi nè. Trinh có quan sát có những bạn nhỏ mà bạn thường hay coi điện thoại mà sát vô trên mắt không? Hay coi tivi sát vô mắt không? Có ạ. Dạ. Thì mẹ thường hay nói gì? Coi gần quá, coi chừng nó cận, đúng chưa? Dạ. Ừ, coi gần coi chừng nó cận à. Coi gần quá mắt hư, coi gần giết mắt đuôi luôn à. Có không? Có thấy mấy đó không? Dạ có, chính em cũng có la mấy đứa cháu như vậy. Vậy thì theo nè, mong muốn thật sự của Trinh là với cháu mình mắt sáng và coi xa, hay là muốn cháu mình mắt cận và coi gần? Muốn cháu mình mắt sáng thì coi và coi xa. Thiệt không? Thiệt không? Cái đó là mong muốn thật sự không? Không, mong muốn là nó không có, tụi nhỏ không có chơi, không có coi điện thoại nhiều. Đâu phải, mình đâu phải không muốn không coi. Nếu nó coi mà mắt càng sáng, tri thức càng khai mở thì làm gì mình không cho coi. Mình có phải có từ khi có điện thoại mình dùng đúng cách kết nối mối quan hệ xã hội và mọi cái mình phát triển hơn không? Dạ. Yeah. Bây giờ mình cấm đâu có được, xã hội người ta chung hết, mình cấm con quá thì cũng được, nhưng mà con nó sẽ lạc hậu so với thông tin, so với xã hội. Ở đây mình không nói cái cách xử lý vấn đề, mà mình đang phân tích cái sự tiêu cực tích cực trong con người của mình. Vậy thì mong muốn thật sự là nếu con có coi thì con coi xa và mắt con phải sáng, đúng chưa? Dạ. Vậy mà mình mở miệng mình nói coi gần mắt bị cận á, coi giết con mắt đuôi luôn á, thì theo em á, thì em đang tích cực hay tiêu cực trong lời nói? À, theo em nó là tiêu cực. Tại sao tiêu cực? Tại vì nó mình ngược lại. Ngược lại với mong muốn của mình. Nhưng mà em có biết em tiêu cực không? À, không. Em không. Đang cảm thấy rất là đúng đối với giáo dục trẻ. Dạ. Đúng chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ. Rồi nè, em nhìn thấy đứa trẻ nó đi một cái cầu thang hay nó cầm một cái đồ gì đó, cái nó coi chừng bể, họ dập chân à, coi chừng bể. Có phải lúc còn nhỏ em thường hay nói với các con nhỏ gì không? Cháu nhỏ của mình á. Có thầy. Coi chừng té, coi chừng bể, có không? Có, dạ. Đúng không? Vậy thì em thật sự em muốn cháu em té hay là muốn cháu em bể đồ? Hay là em muốn cháu em đi vững hơn và cầm đồ chắc hơn? Muốn vững hơn và đi cầm đồ chắc hơn. Thiệt không? Thiệt. Nhưng mà em tiêu cực đó, em không biết. Ừ, em tiêu cực là do em nói là coi chừng té, coi... Ừ, coi chừng té, mà mình đâu muốn con té, nhưng mình nói coi chừng té. Tại sao không nói là con ơi, đi cẩn thận, đi gì, đi cho nó vững vàng hơn,
con cầm đồ dắt lên để có thể đồ cho nó an toàn, hoặc là đi cho nó an toàn hay gì đó. Mình muốn con an toàn, con cầm đồ dắt, chứ đâu phải muốn con té hay con bị gì. Hiểu không? Hiểu cái ý nói không? Dạ, nhờ thầy nói lại thêm một lần. Tại... có nghĩa là ví dụ như đứa trẻ đang chạy thì em muốn con nó chạy càng vững hơn để đến nơi cần đến, hay là em muốn con bị té nè? Dạ, muốn con đến nơi cần đến và đến nơi cần đến mà an toàn. Nhưng mà khi trong quá trình mình phát ra ngôn ngữ thì mình sẽ nói là gì? Chạy nhanh quá coi chừng té. Có phải không? Vậy thì tưởng rằng như vậy là tích cực, nhưng mà xét về mong muốn thật sự của mình thì cái đó là tiêu cực. Dạ. Em hiểu đúng không? Dạ. Theo em nè, nếu một người phụ nữ khi kết hôn, một hai người phụ nữ khi kết hôn với nhau, một người phụ nữ thứ nhất khi phát hiện chồng mình có một cái hoài nghi gì đó, có vấn đề ngoài, họ đặt cái nghi vấn gì nè, là tại sao tôi thương yêu chăm sóc mọi cái cho gia đình mà ông vẫn như vậy. Người phụ nữ thứ hai đó là làm thế nào để anh yêu thương và chăm sóc gia đình hơn. Thì theo em hai người đều có nghi vấn đó, nhưng mà đố em á, là người nào có cơ hội hạnh phúc hơn, người phụ nữ thứ nhất hay thứ hai? Dạ, người thứ hai. Tại sao? Tại vì họ đặt ra những nghi vấn định hướng theo chiều họ mong muốn, nên cái ngộ của họ theo chiều họ mong muốn và hiểu theo chiều mong muốn, nên hành động theo chiều mong muốn, cuối cùng đạt được cái mong muốn của bản thân. Còn người kia nghi vấn theo chiều ngược với mong muốn, nên cuối cùng cái kết quả hiểu ngược lại, nên kết quả là không đạt được điều mình mong muốn mà là ngược lại với mình mong muốn. Nên cũng cùng một nghi vấn, nhưng nếu nghi vấn theo chiều hướng ngược với mong muốn thì cái ngộ nó ngược, và cái kết quả là hiểu ngược và hành động ngược. Nên cuộc đời của con người đối diện với khó khăn hay đối diện với bất kỳ cái gì, chỉ cần đặt nghi vấn thuận theo chiều mong muốn là người đó sẽ thắng trong cuộc đời của họ. Ý nghĩa của nguyên lý này chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ em cảm ơn thầy. Vậy thì em khi em kết hôn trong tương lai, em có mong muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không? Dạ có thầy. Thật sự không? Dạ có chứ, mong muốn. Thiệt không? Thiệt. Thật sự không? Em rất là mong muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc chứ. À vậy thì đố em nè, hạnh phúc là gì mà em muốn? Hạnh phúc... đó thấy chưa? Vậy thì em nói là em muốn hạnh phúc, nhưng mà không biết chính xác cái hạnh phúc là gì, nên cuối cùng vẫn có đặt ra được nghi vấn là tôi muốn hạnh phúc, nhưng nghi vấn đó nó chưa thật sự tích cực. Ý là mình chưa hiểu, mình chưa có hiểu cái đó. Em chưa biết hạnh phúc là gì nên là có nghi vấn nhưng cũng không tìm được cái ngộ. Em nắm được ý này không? Chậm chút xíu nè, Toàn đang mượn bằng Trinh để hỗ trợ cho tất cả các anh chị hiểu được nguyên lý này. Ai đã hiểu những gì Toàn đang nói vậy? Các anh chị hiểu những gì Toàn đang nói chưa? Thứ nhất là con người thường hay có nghi vấn tiêu cực. Có nghĩa là sao? Nghi vấn ngược với những gì mình mong muốn. Mình muốn người khác quan tâm và yêu thương, nhưng mà mình lời nói mình nói ra, tại sao ông đi nhậu hoài vậy? Tối ngày ông đi đâu? Làm gì vậy? Được chưa? Công việc này khó làm quá. Làm sao có thể làm được nó? Có phải là mình muốn làm công việc đó nhưng mình nghi vấn ngược lại không? Vậy thì thông thường chúng ta có nghi vấn ngược với chiều mình mong muốn thì vĩnh cửu sẽ không bao giờ đạt được điều mình mong muốn.
Nên chúng ta muốn ứng dụng cái nguyên lý này một cách triệt để trong cuộc sống thì chúng ta phải phân biệt được cái gì là tích cực với tiêu cực, và đặt cái nghi vấn thuận theo chiều mình mong muốn, hay còn gọi là nghi vấn tích cực, được chưa? Nhưng mà khi đã đặt theo thuận theo chiều mình mong muốn rồi, còn phải xác định chính xác mình mong muốn điều gì nữa, thì lúc đó chúng ta mới dễ ngộ hơn, đơn giản đi ngộ hơn. Nên lúc nãy Toàn hỏi Chinh là gì? Chinh thật sự mong muốn kỳ vọng hôn nhân hạnh phúc không? Thì dĩ nhiên Chinh sẽ đặt câu nghi vấn là gì? Làm thế nào để hôn nhân tôi có hạnh phúc trong tương lai, đúng chưa? Đúng không? Vậy thì Toàn mới hỏi Chinh là gì? Hạnh phúc là gì mà muốn? Thì Chinh không biết. Nên cuối cùng nhìn hình tướng thì nghi vấn nó tích cực, nhưng mà nó chưa đủ độ để cho Chinh ngộ được và chưa đạt được, tại vì mình chưa biết mình muốn gì mà. Anh chị hiểu Toàn vừa nói cái đó không ta? Anh chị nắm ý Toàn không anh chị? Tại vì nó quan trọng lắm. Thông thường có hai điều thôi mà con người chúng ta khó có được sự chuyển hóa theo chiều hướng tốt đẹp. Một là nghi vấn theo chiều hướng ngược với mình mong muốn. Hai là mình không biết mình muốn gì. Mà đa phần là mình không rõ mình muốn gì, nên sanh ra là có nghi vấn cũng không đạt, không có ngộ, lâu lắm mới ngộ. Có những người nghi vấn cả hết đời luôn không ngộ một điều, tại vì cái nghi vấn đó nó không rõ nét. Được chưa? Rồi, để thể nghiệm được cái điều đó, để làm rõ cái điều đó, thì Toàn đạo điều kiện cho các anh chị khoảng 10 phút. Các anh chị giúp đỡ Toàn trong 10 phút. Các anh chị ghi hết tất cả những nghi vấn của bản thân mình, dù tích cực hay tiêu cực. Các anh chị cứ ghi ra hết giúp Toàn. Đừng có bỏ lại cái gì hết, cũng đừng có sửa chữa cái gì hết. Sau đó một số anh chị giơ tay lên, nhờ Toàn chuyển đổi nghi vấn, xác định lại nghi vấn tích cực hay tiêu cực cho các anh chị, rồi Toàn sẽ xác lập lại nghi vấn cho các anh chị, thì các anh chị sẽ hiểu cái nguyên lý này. Các anh chị ghi ra hết, trong đầu mình có cái gì ghi ra hết, đừng có phán xét nó là tích cực hay tiêu cực gì hết. Cứ ghi ra có nghi vấn gì cứ ghi hết luôn. Rồi sau 10 phút Toàn sẽ tạo điều kiện 5 phút á. Sau 5 phút Toàn sẽ tạo điều kiện cho các anh chị giơ tay để Toàn hỗ trợ cho các anh chị hiểu rõ nguyên lý này. Được không? Rồi, Toàn không có để nhạc, không có gì hết trơn á. Các anh chị cứ suy nghĩ, lặng thinh mà suy nghĩ, được không? Ha. Các anh chị giúp Toàn đặt cái nghi vấn, ha. Viết cho hết luôn tất cả những nghi vấn cần thiết nha. Trong vòng 5 tới 10 phút, 5 phút á. Ha. Rồi, Uyên Nguyễn đi ha. Xin mời Uyên Nguyễn. Dạ con biết ơn thầy và mọi người đã cho con cơ hội chia sẻ. Thì nghi vấn đầu tiên của con là làm sao để hiểu mình, biết mình muốn gì và rõ ràng điều mình muốn. Chậm chậm lại nè. Nghi vấn thứ nhất là gì? Dạ là làm sao để hiểu mình, biết mình muốn gì và rõ ràng điều mình muốn. Có ba cái này, vậy là nó ba ra ba nghi vấn này. Dạ làm sao để hiểu mình. Làm sao để mình hiểu mình. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Rồi, vậy thì mình muốn hiểu cái gì của mình? Theo các anh chị thì làm sao để hiểu mình là nghi vấn tích cực hay tiêu cực ạ? Theo các anh chị, làm sao để hiểu mình là nghi vấn tích cực hay tiêu cực? Đầu tiên là mình phân tích tích cực hay tiêu cực trước á. Làm sao để hiểu mình thì theo các anh chị là nghi vấn tích cực hay tiêu cực? Tích cực. Ha, đầu tiên mình chúc mừng. Rồi, vậy thì mình muốn hiểu cái gì của mình? Dạ, muốn hiểu những của mình. Những điều mình mong muốn. Không, quên đi. Hiểu mình đi. Hiểu mình dạ. Trước đi. Dạ. Bây giờ mình nè. Rồi, làm sao để hiểu mình? Rồi, vậy thì mình là gì mà để hiểu?
làm sao để hiểu mình nè. Vậy thì mình là gì mà để hiểu? Yên nghe không Yên à? Yên nghe rõ không Yên? Yên còn nghe được không cưng? Tâm mất tiêu rồi. Đi ngủ trong phòng. Yên còn nghe không ta? Yên đâu ta? Rồi đâu, Uyên đâu rồi? Uyên giơ tay lại đi. Uyên giơ tay lại đi. Rồi. Tao mở micro cho. Rồi nói chuyện đi Uyên. Bị mạng sao nữa rồi? Đang đợi, tại vì nội dung này rất là hay. Nội dung nó hay nên là không bỏ qua được. Đang đợi bạn luôn để giúp cho bạn. Các anh chị hiểu hiểu ý toàn cái này. Chắc mạng có vấn đề rồi. Cái câu này đặc biệt lắm, câu này hay lắm. Mình kiên nhẫn chút xíu, mình đợi bạn. Tại vì thông thường á, các anh chị hiểu nè. Các anh chị nói giờ tôi muốn hiểu mình. Vậy thì toàn hỏi các anh chị thật sự nè. Mình là gì mà muốn hiểu? Rồi, xin mời Uyên ha. Dạ. Dạ, con chào thầy và mọi người ạ. Biết ơn thầy và mọi người. Có một cái nghi vấn nè. Là mình muốn hiểu mình. Con muốn hiểu mình đúng không? Dạ. Vậy thì đặt ra câu hỏi nè. Mình là gì mà mình muốn hiểu? Con có biết mình là ai không? Dạ không. Không. Vậy thì có một thuật ngữ tương đương mà có thể có được nè. Đó là tôi. Tôi muốn hiểu tôi. Đúng không? Tôi muốn hiểu tôi. Đúng chưa? Vậy tiếp tục đặt câu hỏi nè. Tôi là cái gì mà muốn hiểu nè? Vậy thì khi em biết chính xác tôi là gì thì em muốn hiểu tôi thì nó sẽ cho ra là em sẽ đặt được cái giải quyết được cái đó. Còn nếu không thôi cái nghi vấn đó suốt cuộc đời của em cũng không bao giờ tìm được nó. Tại vì không biết chính xác cái tìm kiếm của mình là gì. Ví dụ tôi muốn có một căn nhà thì sao? Làm thế nào để tôi có thể mua được một căn nhà như thế này, thế này, thế này, thế này cụ thể thì mình làm rất là đơn giản. Nhưng mà làm sao để tôi hiểu tôi? Làm sao á để tôi hiểu mình
Thì cái mình và cái tôi đó đó là cái gì thì mình biết nó thì mình mới tìm được nó, còn không thôi cả cuộc đời của mình tìm kiếm trong vô vọng. Được chưa? Dạ. Hiểu hiểu cái ý Toàn vừa chia sẻ không? Dạ hiểu không? Rồi, vậy thì bắt đầu nè. Cái tôi là cái gì ghi vô, cái tôi là cái gì, tôi là ai, tôi là cái gì đó đó. Tôi tìm hiểu sao? Rồi, vậy thì mình đang có một cái khiếm khuyết là mình không biết cái tôi là gì, tôi là ai, nên là bỏ qua một bên. Cái này tôi là ai nó khác ngang, tôi là cái gì nó khác. Nếu mình nói tôi là ai là mình tự hỏi mình, còn tôi là cái gì là mình tìm kiếm tôi là cái gì thì nó sẽ dễ đạt hơn là tôi là ai. Dạ. Hiểu hiểu ý nữa không? Dạ hiểu. Tạo nên tôi thì mình sẽ làm được hơn, thì mình đặt nghi vấn đó thì mình tìm kiếm. Những ngày tới đây chúng ta học về cấu trúc con người, em sẽ hiểu cái tôi. Dạ. Thì lúc đó mình sẽ hiểu về cái tôi của mình, là có nghĩa là hiểu cái tôi mình á. Dạ. Ừ, rồi, câu thứ hai. Dạ con biết ơn thầy ạ. Câu thứ hai của con là làm sao để sống có định hướng, tự tin, vui vẻ, có ích. Làm sao để sống có định hướng. Rồi tiếp tục tự nè. Ghi trên tờ giấy này luôn đi cho nó nhất quán. Có gì ạ? Có định hướng, đúng không? Dạ đúng. Làm sao để sống có định hướng. Có gì nữa? Tự tin. Dạ. Vui vẻ. Được chưa? Dạ. Rồi hiểu được hết mấy từ này chưa? Ừ. Dạ con nghĩ là có. Định hướng là gì hiểu chưa? Ờ, dạ con nghĩ là định hướng là kiểu mình có một con đường mà mình biết là mình sẽ làm gì, mình biết đích đến của mình là gì. Kiểu như vậy á. Mình kiểu như vậy là mình chưa hiểu rồi đó. Rồi, tự tin là gì biết chưa? À. Dạ. Dạ, tự tin là tin vào chính mình. Tin vào chính mình là tin vào chính mình, còn tự tin nó khác chứ. Dạ. Rồi vui vẻ là gì biết chưa? Dạ chưa. Tiếp tục làm gõ cái này nữa là nó ra liền. Được chưa? Rồi câu tiếp theo. Tiếp theo. Dạ câu tiếp theo của con là làm sao để định hướng con đường học tập sự nghiệp vui vẻ thành công có ích. Nhiều quá vậy đó hả? Làm sao sao? Dạ làm sao để định hướng con đường học tập sự nghiệp vui vẻ thành công có ích. Rồi có học tập, có sự nghiệp, có vui vẻ ở trên rồi đúng không? Dạ. Thành công. Rồi có ích. Rồi thành công là gì biết chưa? Dạ chưa. À sự nghiệp là gì là biết chưa? Như thế nào được gọi là sự nghiệp? Chưa. Học tập. Dạ. Học tập là gì biết chưa? Dạ chưa rõ. Chưa rõ. Có ích là sao biết chưa? Dạ là nếu có ích là người, mang lại có một người không làm bất kỳ điều gì hết, có một dạ. người không làm bất kỳ điều gì hết thì theo em thì có ích cho xã hội này không? Dạ vẫn có. À vậy thì có ích là gì, mình muốn có ích làm sao mình gõ ra được dạ. chưa? Dạ được. Câu hỏi tiếp theo, nghi vấn tiếp theo. Dạ
Làm sao để biết những điểm mạnh của mình ạ? Làm sao để biết những điểm mạnh của mình? Làm sao để biết những điểm mạnh của mình? Rồi, khái niệm điểm mạnh biết chưa? Khái niệm điểm mạnh biết chưa? Một món quà mà chưa rõ mình nói chưa rõ thôi, có cái gì đâu. Bây giờ mình không có quan tâm tới, nãy giờ toàn hỏi không quan tâm tới có biết hay không, mà mình nghi vấn, mà mình nghi vấn cái mình nghi vấn mình cần phải biết rõ, mình chưa rõ, mình nói chưa rõ vậy bữa làm rõ sao chứ. Dạ. Đâu có chuyện gì đâu, cuộc đời của mình còn dài mà, đúng không? Dạ. Rồi tiếp tục đọc câu tiếp theo. Dạ hết rồi ạ. Hết rồi, nãy giờ cái gì cũng nghi vấn rất là tích cực, chúc mừng. Dạ. Nhưng con biết ơn thầy và mọi người. Nhưng dạ. Nghe, nhìn hình tướng là nghi vấn tích cực, nhưng mà nếu về xét về cái góc nhìn của cuộc đời á, nó góc nhìn về cuộc sống á, thì mình vẫn liệt vào tiếp người khó mặt cho cuộc sống nha. Chứ không phải là tiếp người đứng đầu của xã hội à. Dạ. Không phải là tiếp người biết chính xác mình muốn gì đâu nha. Dạ. Nhìn thì hình tướng tích cực, nên cuộc sống mình đang hướng tích cực, nhưng mà những gì mình muốn làm nó chưa có đạt được. Dạ. Thông qua nghi vấn mình sẽ đoán được con người của anh ta. Một con người mà họ trăn trở về điều gì, mình sẽ biết được tương lai của chính họ. Các anh chị hiện nghe cái câu nói đó, các anh chị hiểu ý này không ạ? Một con người đang trăn trở về điều gì thì mình sẽ dự đoán được tương lai của họ. Tại vì thông qua sự trăn trở của họ, mình sẽ đoán tương lai của họ rất là đơn giản. Thì trăn trở đó đó, nghi vấn đó đó, theo chiều hướng tiêu cực thì dự đoán được tương lai của họ luôn. Còn nếu trăn trở theo chiều hướng tích cực, nhưng mà họ lại không biết mình chính xác điều gì, cũng dự đoán tương lai của họ bất bên. Nên là qua cái cuộc nói chuyện với em thì anh dự đoán được một điều. Nếu em chỉ cần đổi nghi vấn lại và làm sao làm rõ những nghi vấn của mình đơn giản lại thôi, thì tương lai của em chắc chắn nó sẽ định hướng rất tốt, nó theo một hướng rất tốt. À, chúc mừng em, bữa nay chơi trò thầy bói luôn á trời. Bói toán luôn á, bói định hướng tương lai luôn á. Ok, cảm ơn bé. Xin mời. Dạ, cảm ơn mọi người. Xin mời Linh Chi. Ở đây có một điều đó là em lại không thấy mọi người mới ghê đó chứ. Xin mời Linh Chi. Dạ. Em chào thầy, chào cả nhà. Thầy có nghe thì em nói chứ không ạ? Nghe chứ. Dạ vâng. Trước tiên là em xin trân trọng biết ơn thầy đã tạo điều kiện cho em được chia sẻ đoạn này ạ. Cũng như là trân trọng biết ơn chị Liên Nguyễn và chị Anh Túc đã là hai nhân mạng đã giới thiệu em đến với ạ. Em xin chia sẻ nội dung mà em có nghi vấn ạ. Câu đầu tiên đấy là làm thế nào để bản thân nhận ra và công nhận được giá trị của mình? Chậm, làm thế nào sao? Để bản thân nhận ra và công nhận được giá trị của mình ạ. Có hai cái nghi vấn như thế này. Đó là làm thế nào để bản thân nhận ra. Dạ. Nhận ra nè. Và công nhận. Cái giá trị của mình đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, thêm một câu hỏi nữa, đó là giá trị của mình cho ai và giá trị của mình như thế cho ai á,
nó có đứng vai trò, mình phải nhúng vô một vai trò nào đó, ví dụ như giá trị của mình cho gia đình, hay giá trị của mình cho xã hội, giá trị của mình cho đất nước này, hay giá trị của mình cho nhân loại này. Làm sao để nhận ra mình có giá trị gì cho xã hội này, làm sao để nhận ra giá trị mình cho gia đình này, làm sao để nhận ra và công nhận nó. Hay là dùng cái từ công nhận nó sẽ nó không có tốt đâu, mà sửa thành một cái từ ghi nhận. Vâng, đúng ạ. Thì nó sẽ đạt hơn là cái từ công nhận này. Có nghĩa là làm sao tôi có thể nhận ra và ghi nhận được giá trị của tôi đối với gia đình này. Thì khi làm được điều đó thì tự nhiên cái niềm tin nội tâm của mình đó, nó sẽ mạnh mẽ lắm. Tôi có giá trị nên là tự nhiên tôi sẽ có một cái tự tin rất lớn khi tôi sống tại nơi đó. Dạ, đúng rồi. Vậy thì mình phải đặt cái vị trí của mình, đưa cái vị trí của mình vào đâu nữa thì cái câu nghi vấn này nó mới đạt. Được chưa? Vị trí ở đâu? Vị trí của giá trị của mình đó, ở đâu? Nghi vấn này mới đạt. Dạ vâng ạ. Được chưa, được chưa? Dạ vâng, dạ được ạ. Rồi, bắt đầu. Câu thứ hai. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Câu thứ hai thì là làm thế nào để tự tin và kinh doanh tốt để có thể trưởng thành và chăm lo được cho bản thân và gia đình ạ? Nhiều quá. Một cái thôi, nhiều quá, đọc một cái thôi. Dạ, thế thì làm trong cái đó chọn một cái đi. Dạ, thế thì là cái để kinh doanh tốt ạ. Làm thế nào để kinh doanh tốt? Làm thế nào để kinh doanh tốt? Rồi, mình có đang có kinh doanh cái gì chưa? Dạ, hiện nay thì em đang có em đang bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử ạ. Vậy thì làm thế nào để kinh doanh trên sàn thương mại điện tử tốt? Dạ. Đúng không? Dạ vâng. Kinh doanh trên thương mại điện tử tốt. Rồi, được không? Dạ. Rồi, giúp đỡ Toàn nè. Khái niệm của bạn như thế nào được gọi là tốt? Tốt của em là sẽ có doanh số lớn ạ. Và cũng như là tỷ lệ lãi cũng phải là cao. Bởi vì hiện nay thì là... Không có gì đâu. Vài bữa cái tham mình nó dẫn dắt mình chết luôn á. Thứ nhất là doanh số bao nhiêu và tỷ lệ lãi bao nhiêu? Dạ có, dạ. Em có các cái mục tiêu rõ. Khái niệm tốt của mình là gì? Ví dụ như tôi hài lòng khi tôi kinh doanh hàng tháng á, trừ hết trơn tất cả các chi phí, các khoản đầu tư, các khoản mà chi phí đó, thì tôi dư ra được 100 triệu. Thì tôi định nghĩa như vậy được gọi là kinh doanh tốt. Dạ. Bởi vì cuộc sống gia đình của tôi chi tiêu thì thấp nhất cũng khoảng 100 triệu một tháng, thì nó cũng bằng chi tiêu, thì tôi mới gọi là tốt. Dạ. Cái mục tiêu đấy thì em có ạ. Có. Được chưa? Dạ rồi ạ. Cụ thể ra. Rồi cái thứ hai mình hiểu nè. Mình có hiểu như thế nào gọi là kinh doanh chưa? Em đang thấy là cái phần này tư duy của em chưa được tốt lắm. Thì mình đặt câu hỏi kinh doanh là cái gì? Dạ. Mình làm rõ nó. Dạ vâng. Được chưa? Mình hiểu dạ. Nó. Rồi, bản chất của thương mại điện tử là gì? Mình nắm chưa? Dạ nắm rồi. Nắm rồi. Thì có 3 thuật ngữ em cần làm rõ thì cái nghi vấn của em ok. Thứ nhất, kinh doanh là gì? Thương mại điện tử là gì? Và như thế nào được gọi là tốt? 3 cái này làm rõ là coi như nghi vấn đạt. Dạ vâng. Anh chị Toàn đang làm điều gì vậy các anh chị? Toàn đang làm điều gì cho các anh chị nè? Toàn thông qua bạn Linh Chi, Toàn đang hỗ trợ các anh chị cái gì nè? Tốc độ. Toàn đang hỗ trợ các anh chị cái gì? Thứ nhất là định hướng cái nghi vấn có làm rõ không? Có tích cực không? Cái thứ hai làm xuyên làm rõ điều mình mong muốn. Anh chị nhớ Toàn đang hỗ trợ các anh chị làm xuyên. Cái này quan trọng lắm. Có 2 chữ này thôi mà nó quyết định tương lai lớn lắm. Đó làm xuyên.
làm rõ điều mình mong muốn. Làm xuyên và điềm rõ điều mình mong muốn. Làm xuyên, làm rõ điều mình mong muốn là nó rất quan trọng đối với tương lai của mình và cả thế hệ sau. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo. Câu thứ ba thì là làm thế nào để sống an vui và cống hiến được cho xã hội, giúp được người khác chuyển hóa. Nhiều quá gì? Nhiều quá. Được cái rồi. Làm thế nào để sống an vui? Rồi, đó là một câu. Được chưa? Dạ. Rồi, làm thế nào để giúp được cho xã hội? Đúng không? Dạ. Giúp xã hội đúng không? Dạ. Giúp xã hội. Rồi, mình muốn giúp cái gì rõ ra? Mình biết an vui là gì chưa? Dạ rồi. Thiệt không? Dạ. Nhưng mà em vẫn chưa thấy em làm được. Thiệt thì từ từ. Được không? Rồi. Giúp xã hội, giúp cái gì cho xã hội? Em thì em muốn là giúp cho những người mà em tiếp xúc đã có thể chuyển hóa, kiểu như là họ vững vàng về nội tâm, sau đó họ có thể chuyển hóa được mình một cách là tốt đẹp, họ tự chuyển hóa ấy, chứ không phải là kiểu như là bị phụ thuộc vào mình ạ. Có một cái thuật ngữ nào giúp người nè, có một thuật ngữ giúp người, đây là một thuật ngữ rất quan trọng nha. Giúp người, ai ở đây thật sự có muốn giúp đỡ con người không các anh chị? Các anh chị ở đây chúng ta có muốn giúp người không? Anh chị, chúng ta có muốn giúp người không các anh chị? Vậy thì chúng ta có biết được là muốn giúp được người thì đầu tiên nhất là người phải cần mình không? Có biết cái đó không các anh chị? Em biết ạ. Thật sự biết không? Biết ạ. Thiệt không? Biết ạ. Cái này em biết. Vậy thì đặt ra câu hỏi là những người đó họ có cần mình không mà mình giúp họ? Nếu mà chúng ta giúp người mà người không cần mình, cái giá chúng ta phải trả rất lớn. Can thiệp vào nhân quả của con người, can thiệp vào cái đời sống của một người thì chúng ta cũng không được gì, mà lại qua thời gian giúp người càng ngày chúng ta càng tệ đi. Nên muốn giúp người thì người phải cần mình mới giúp. Vậy thì cái đơn giản nhất của xã hội đó là mình xem coi nhu cầu của con người, người ta có mong muốn nhu cầu gì. Chúng ta dựa vào cái mong muốn thật sự của con người mà chúng ta đi giúp người thì nó sẽ đạt hơn là chúng ta tùy tiện muốn giúp người là chúng ta giúp. Được chưa? Bao gồm cả người thân yêu của mình luôn. Được chưa? Dạ. Hiểu ý này không? Em hiểu ạ. Rồi. Giúp người thì người đó phải gần mình thì chúng ta mới giúp. Tại vì nếu không thôi thì nguồn lực của chúng ta giúp đỡ không có. Vâng. Anh chị đã từng nghe một câu nói là nước xa không có cứu được lửa gần không? Lửa gần không? Nước xa không cứu được lửa gần. Vậy thì chúng ta muốn giúp người nào mà người ta không gần chúng ta thì nguồn lực chúng ta tiêu tốn sẽ rất là cực, và tiêu tốn rất nhiều nhưng hiệu quả giúp đỡ không cao. Đó là về hình tướng ở bên ngoài xã hội. Nhưng cái giúp người gần nhất là gần trái tim với mình
là các anh chị đỡ tốn nguồn lực. Chúng ta nắm được ý Toàn vừa nói không các anh chị? Dạ. Nè, chậm nè. Đó là chúng ta giúp người, nhưng mà xa quá. Ở ngoài nè, chúng ta muốn giúp cái người đó. Ví dụ như giờ chúng ta quan sát cái người đó cần chúng ta giúp, nhưng mà họ xa chúng ta quá. Nếu chúng ta muốn giúp thì chúng ta cần mất thời gian không? Mất công sức nhiều hơn, nguồn lực chúng ta phải huy động nhiều hơn không? Vậy thì chúng ta giúp được nhiều một số ít con người thôi, thì hầu như từ từ cái chúng ta không đủ nguồn lực để giúp đỡ họ nữa. Đó là hình tướng ở ngoài xã hội chúng ta thấy được. Còn ở đây muốn giúp người thì chúng ta để giúp có thể nhiều người hơn được, và nguồn lực chúng ta luôn dồi dào, đó là người gần với mình mà gần trái tim với mình, thì chúng ta mới làm nó đỡ mất lực. Ở đây là đỡ mất năng lượng á. Cái gần trái tim này có phải là như là cả mình và họ đều chứa đựng nhau không ạ? Chứa đựng được nhau. Lấy ví dụ đơn giản thôi. Người ta đặt câu hỏi nghi vấn rất lớn. Đó là tại sao khi cự lộn với nhau thì nói chuyện rất lớn tiếng, còn nói lời yêu đương thì nói nhỏ. Có để ý không? Các anh chị thấy cự lộn mà nói chuyện rất lớn tiếng không? Và một bí mật người ta giải ra như thế này các anh chị. Do lúc cự lộn với nhau á, thì khoảng cách giữa trái tim xa nhau, nên trong vô thức á, con người nói chuyện lớn tiếng để cho bên kia nghe. Trong vô thức la lên để cố gắng cho bên kia nghe. Sợ nói nhỏ người ta không nghe, bởi vì khoảng cách đã quá xa rồi của trái tim. Nhưng mà yêu đương nhau thì trái tim sao ạ? Gần nhau, nên là nói chuyện rất nhỏ người ta vẫn hiểu và vẫn nghe được. Nên là trong vô thức, khi con người mà yêu đương nhau thì nói chuyện sẽ không có lớn tiếng. Dạ. Hiểu này không ta? Dạ hiểu. À vậy thì trong quá trình giúp người cũng vậy. Nếu người ta gần chúng ta về trái tim là có sự kết nối với nhau, thì nguồn lực chúng ta giúp đỡ nó sẽ nhẹ và chúng ta vẫn giúp được rất nhiều người. Nhưng mà nếu chúng ta giúp người mà những con người đó không gần trái tim với chúng ta mà chúng ta giúp, thì chúng ta sẽ mất sức. Và trong tương lai những người gần trái tim chúng ta không đủ lực giúp luôn, và chúng ta chán luôn. Nên giúp người mà nhiều, quá nhiều người mà không gần trái tim của mình, mà mình giang tay mình giúp cho đã, cuối cùng kết quả tới khi người gần trái tim không còn lực giúp nữa. Đó là hiện trạng xã hội hiện tại. Hiểu này không ta? Dạ hiểu ạ. Được khen. Rồi. Cái thứ ba mà muốn giúp người á, thì các chuyên gia, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, đó là giúp người có được một cái tâm thái của sự trân trọng biết ơn. Trân trọng biết ơn. Tại sao mà chúng ta giúp người có tâm thái này? Bởi vì khi hỗ trợ con người mà người đó có tâm thái trân trọng biết ơn á, thì nó bảo vệ nguồn năng lượng của chúng ta rất lớn, và chúng ta rất có hào hứng để giúp đỡ con người nữa. Còn nếu giúp những người mà họ thiếu cái tâm thái trân trọng biết ơn chúng ta, thì qua thời gian các anh chị không còn cảm xúc giúp người nữa. Nên để bồi dưỡng cái trái tim đẹp của mình, người ta khuyên chúng ta là nên giúp người cần mình, giúp người gần mình, và giúp người trân trọng biết ơn. Trong cái giai đoạn đầu trái tim mình nó cũng chưa đẹp lắm, chưa có mở rộng, chưa chứa đựng nhiều người, thì theo công thức này mà làm. Còn một người nữa chúng ta cần giúp là giúp người ơn của mình, người có ơn nghĩa với mình á, thì chúng ta hỗ trợ. Còn nếu ai mà đã quá trời đẹp rồi, đầu óc quá trời xấu suốt rồi, khi thi ân bất cầu báo á, thì không cần luận ở trên nữa.
Có nghĩa là ai thi ân bất cầu báo đó là giúp người cũng không cần suy nghĩ gì, đạt đến cái cảnh giới của nội tâm đó đó. Thì trong nhà Phật người ta gọi là bố thí ba la mật á, có nghĩa là đi giúp con người mà không cần nghĩ ngợi bất kỳ điều gì, thì những người đó người ta đạt được cái đỉnh bố thí của người ta rồi, người ta phát nguyện hạnh Bồ Tát, hạnh gì đó chuyện của người ta. Nhưng mà mình, nếu mình đã có mưu cầu trong giúp người, có nghĩa là còn lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống để tích lũy phước báo công đức rồi đó, thì các anh chị chú ý là giúp người cần gần mình, cần mình gần mình, trân trọng biết ơn mọi người ơn, thì chúng ta sẽ có nuôi dưỡng trái tim của chúng ta lớn lắm. Và Toàn cũng làm gì, các anh chị biết là lớp học của chúng ta là thông qua mối quan hệ xã hội, các nhân mạch mà giới thiệu vào đây. Đầu tiên, lớp đầu tiên Toàn mở ra thì các anh chị, các thầy cô mới hỏi Toàn là gì, nhờ giúp đỡ Toàn mở lớp online. Cái Toàn hỏi thật sự cần không, cái mọi người nói giờ ai cũng cần hết thầy ơi, mùa Covid này ai cũng cần hết. Cái Toàn nói thiệt không, cho Toàn một cái danh sách 150 người thật sự cần học lớp học này, cho Toàn địa chỉ, cho Toàn họ tên, cho Toàn đầy đủ để Toàn kiểm tra thật sự họ muốn học không, nếu học thì Toàn mở lớp. Thì các thầy cô tổng hợp lại cho Toàn một cái danh sách thật sự muốn học là 150 người. Toàn coi qua xong thì Toàn nói vậy thì Toàn mở. Thì mở ra thì thật sự là có 350 người cần học. Thì có nghĩa là nhu cầu người ta cần sao ạ? Người ta cần cao. Thì Toàn mới hỏi các học xong 7 ngày thì Toàn hỏi là gì? Các anh chị có cần không? Có cần để học lớp học này nữa không? Lớp học này cần nên duy trì cho khóa thế hệ sau nữa không? Cho những người sau không? Thì Toàn hỏi như vậy minh chứng một điều, đó là họ gửi phí tì tâm, gửi lại cho ban tổ chức để tạo cái nguồn lực để duy trì khóa học. Thì Toàn dựa vào cái vì đó, gửi ít gửi nhiều Toàn lúc đó Toàn không có quan tâm. Và bây giờ không phải không quan tâm tới, nhưng mà cũng không quan tâm, là bởi vì thật sự nếu người ta có nhu cầu, người ta muốn gieo duyên lại cho thế hệ sau để cái khóa học sau nó có, thì họ sẽ gửi cái phí tì tâm để làm. Và Toàn quan sát thấy phí tì tâm có nghĩa là người ta có mong muốn mở cái khóa học sau, thì tiếp tục chúng ta duy trì khóa học sau. Khóa nữa Toàn mở ra Toàn hỏi là có cần nữa không, và tới khóa gần khóa 10 trở lên thì Toàn mới không hỏi. Là tại sao? Bởi vì lượng người học trên 800-900 người, rồi bên Telegram nữa hơn 1.000 người học hàng tháng, thì Toàn không hỏi nữa. Hỏi nữa thì sợ các anh chị la Toàn, bởi vì có nhu cầu mà lại đi hỏi hoài vậy. Cái thứ hai là những người nào mà gần trái tim với Toàn thì Toàn sẽ giúp đỡ hỗ trợ. Đó là sao? Mạnh dạng kết nối, mạnh dạng giao lưu. Rồi, thái độ của lớp học rất là trân trọng biết ơn. Và chính những con người nhân mạch của các anh chị giới thiệu qua đây cũng là người ơn của Toàn, là những người duy trì cái khóa học cho chúng ta tới thời điểm này. Không có họ trong 8 năm qua sao mở. Thì nếu làm được điều đó thì giúp người chúng ta không bị dính mắc. Được không? Cái nắm ý này không? Hiểu cái ý giúp người này không Linh Chi ạ? Dạ có. Nên là mình phải hiểu được giúp người trong xã hội, mình phải hiểu chứ không thôi bị dính mắc. Hiện nay có rất là nhiều người muốn giúp xã hội này, nhưng mà yêu cầu xã hội này, phải như thế kia với tôi thì tôi mới giúp đỡ. Mình mới ra bố thí con chút xíu là mình đã nhức đầu nhức cổ rồi. Người ta chửi rủa con chút xíu là mình đã đau đầu. Có nhiều người từ bỏ luôn, và càng đi làm từ thiện thì đầu óc nó càng dính mắc, càng giúp người càng dính mắc. Nên cái chữ giúp á phải hiểu cho nó tới, nếu không thôi thì qua thời gian bị dính mắc lớn. Dạ vâng. Đủ dũng khí mạnh mẽ, người ta không cần là không giúp không? Là được. Con Toàn cũng vậy, Toàn bị mắc cái bẫy này nhiều năm trước. Lúc đó con cũng khoảng 2 tuổi mấy. Toàn thấy con mặc đồ á lâu quá, cái mình chạy lại mình mặc đồ cho con. Mặc đồ là Toàn chọn đồ đại cho con, rồi sau đó mặc vô. Các anh chị biết làm gì không? Mấy ổng cổi ra, mấy ổng khóc lên, mấy ổng quăng bỏ cái bộ đồ đó. Tại vì đơn giản là bởi vì con không muốn mặc đồ đó.
Lúc đó Tùng mới phát hiện ra mình đã nhiều chuyện rồi, can thiệp vào cuộc đời của con người rồi. Sau từ đó trở đi tới thời điểm này, bao nhiêu năm nay Tùng luôn hỏi có cần ba giúp đỡ không? Nếu mà thấy không cần, dấu hiệu mà thể hiện phản ứng ra giống như Tùng làm điều đó mà con nó bực bội, thì có nghĩa là con không cần. Không cần là kết thúc liền ngay và liền liền, không làm nữa và không làm nữa. Tại vì dù là con của mình nhưng mà không cần giúp đỡ thì là kết thúc. Chị hiểu ha? Chị hiểu ý này. Dạ vâng ạ, em hiểu ạ. Nên ơn thầy nhiều ạ. Vì trước đây thì em cũng giúp, nhưng mà em cũng cảm thấy có phần bị mệt sau mỗi lần giúp xong. Thì bây giờ em biết là em cần phải làm gì rồi ạ. Rồi vậy thôi. Nên ơn thầy nhiều ạ. Mình biểu đi mấy từ đó để đỡ dính mắc. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ, các câu hỏi tiếp theo thì chắc là cũng không cần nữa đâu ạ. Vì câu này là câu mà gần như là quan trọng nhất ạ. Toàn đang trợ duyên cho các anh chị làm rõ các nghi vấn đó các anh chị. Nó đơn giản lắm nhưng mà khi gõ vào đầu óc nó thông suốt lắm, đỡ mất công lăn tăng. Còn nếu không đòi nghi vấn hoài luôn, cả cuộc đời đi tìm nó mà kết quả nó không ngộ được điều gì hết. Tại vì nó không rõ ràng nha. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Em sẽ không biết ạ. Xin mời chị Trúc Ly. Xin mời chị Trúc Ly. Dạ, chào thầy, chào cả nhà ạ. Dạ, em biết ơn thầy đã cho em cơ hội được chia sẻ và biết ơn cả nhà lắng nghe. Câu hỏi nghi vấn của em là Mentor Week, cái khóa Mentor Week khóa 4 là khi nào bắt đầu ạ? Cái đó câu hỏi chứ không phải nghi vấn, nó khác lắm. Nghi vấn là những gì trăn trở, còn hỏi bắt đầu khi nào á thì là hỏi chứ không phải nghi vấn. Hỏi chứ không phải nghi vấn. Tại vì nè, nhìn nè, hỏi nó khác với nghi vấn. Câu hỏi mà muốn kiến tạo nghi vấn thì câu hỏi đó phải là trăn trở nó mới tạo ra nghi vấn. Làm sao mà để em có thể đậu vào được mentor 4 thì nó có cơ may là nghi vấn. Còn hỏi là mentor 4 khi nào bắt đầu là câu hỏi thông thường. Hiểu ý không? Còn trả lời luôn á là khoảng tháng 4 năm sau. Dạ, chưa có cụ thể ngày giờ nhưng mà tôi không công bố ngày giờ cho các anh chị. Chỉ biết là tháng 4 năm sau, kết thúc tháng 3 là đại hội tổng kết của Mentor 3. Thì tháng 4 là chính thức khai giảng. Dạ. Được chưa? Câu hỏi nên trả lời, không phải nghi vấn. Dạ. Nghi vấn là có gì đó nó trăn trở trong tâm trí của mình kìa. Ví dụ mình nói là làm sao để phỏng vấn đậu Mentor 4 ta? Có thể là nghi vấn. Được chưa? Dạ. Xong rồi đó. Tiếp tục đi, hỏi câu hỏi đi. Câu hỏi thứ hai là điều kiện để trở thành mentor là gì ạ? Câu đó câu hỏi luôn, không có nghi vấn. Tại vì điều kiện nó quá đơn giản, người ta thông báo lên hết rồi. Học các lớp học nội tâm, có sự chuyển hóa thật sự. Khi thông qua phỏng vấn, người ta cảm thụ được sự chuyển hóa phù hợp thì người ta sẽ chọn. Và phải có mong muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm thì người ta đọc hiểu cái đó người ta mới chọn. Còn người ta không đọc hiểu được cái đó thì người ta cân nhắc chọn lựa. Có khoảng 20% những người không có mong muốn người ta cho vô học. Để làm chi? Để có chuyển đổi mong muốn không? Còn nếu không chuyển đổi mong muốn thì cuối cùng không tốt nghiệp được. Tại vì vô đó học cực lắm. Toàn chưa thấy cái lớp học nào trên cuộc đời này cực hơn cái lớp học mentor. Nó cực lắm, không phải là lớp học bình thường. Đó. Rồi, để đậu vô mentor thì phải hiểu chú ý. Đó là khi tốt nghiệp mentor á,
thì phải chạy bộ 21 cây số và bơi lội 2000 mét biển. Chạy bộ 21 cây số biển là tương đương với chạy trên mặt lộ 42 cây số. Và đồng thời bơi biển là bơi biển gần 2000 mét biển. Trải qua dự đại hội tổng kết là ở Phú Quốc vào tháng 11. Đó, những cái điều kiện đó là những điều kiện phải có. Rồi đảm bảo cam kết cộng đồng, 6 nguyên tắc cộng đồng thì vài bữa vô phỏng vấn người ta nói sao. Rồi phải cọc tài chính là 10 triệu đồng để cam kết xuất học. Sau đó kết thúc thì lấy tiền lại, người ta gửi tiền lại. Và học bổng là được tặng khi chọn. Nhưng mà học phải có sự cam kết để vô học, nhiều khi mới học mấy ngày bỏ xuất học của người ta. Làm cấp mã số xong rồi là suốt cuộc đời cái mã số đó, và người ta không cấp được cho ai được nữa. Thì nên là vô học mà có mã số rồi thì coi như nghỉ học, thì người ta phản chống mã số đó đó. Rồi vô phá làng phá số người ta, làm cho tinh thần của người ta trao đảo mà học mà nghỉ. Thì tiền cọc đó đó là thu vào công quỹ, lấy cái đó nuôi dưỡng lại cái những người học tập, tích phước báo lại. Còn học giỏi là gửi tiền lại còn tặng quà nữa. Hình như học những người học giỏi xuất sắc vừa rồi quà của không dưới mấy trăm triệu. À, Toàn cũng chưa biết là cái đợt rồi có người học xuất sắc quà nè. Toàn không biết nhiều coi quà làm sao, Toàn chưa biết. Để Toàn coi lại. Toàn đọc coi cái quà của người xuất sắc. Không biết còn giữ đây không? Có người gửi cho Toàn. Đây. Con giải xuất sắc đó. Giải cá nhân xuất sắc thôi. Mà thông tin đó là nóng lạnh liền. Đó là một cái ghế của Dr. Loan để ngồi để làm cho chỉnh cái hình cơ thể. 10 cây gang sứ được tặng, chuyển giao công nghệ và chuyên gia gội đầu dưỡng sinh, sức học tập tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, một gói bơi một năm cho bé từ 0 tuổi đến 2 tuổi, tài trợ dịch vụ nhân sự cho các anh chị môi mở công ty, hai cái voucher một đêm khách sạn tại Sonova Sài Gòn trị giá 2,1 triệu, hai voucher một đêm phòng khách sạn tại Sonova ở Đà Nẵng trị giá 3,2 triệu, một album CD thu âm giọng hát cá nhân bài hát Quýt Xin Chắc Quan Tài, gói tập Agio Yoga vẽ chân dung màu hoặc là vẽ trên áo dài gửi tới, học viên gửi tới bộ ảnh ngoại cảnh cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, sức khoai tư vấn số học toàn diện, điêu khắc gương mặt và trẻ hóa làn da, chai nước hoa chuẩn của Pháp, công ty Jamier. Rồi 30 vé uống cà phê tham quan tầng 76 tòa nhà Landmark, bột niêm 100% tự nhiên sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Tổng cộng trị giá thưởng cộng lại là 282 triệu đồng. Còn nhiều cái nữa, tài giá học giỏi là được cộng đồng người ta đài thọ tặng cho những con người xuất chúng học, và người ta cảm thấy ai xuất sắc rất xứng đáng để có những cái này. Học thì miễn phí nhưng học giỏi thì có tài chính, nhưng mà học thì người bình thường học không nổi, người phải có nghị lực học, phải cam kết học tập 169 buổi mỗi buổi sáng. 4 giờ rưỡi sáng là có mặt, học tới 6 rưỡi liên tục 169 buổi. Online chứ không phải offline. 4 giờ là mình phải vô học. Sau đó 4 giờ rưỡi thì bắt đầu học liên tục 169 buổi. Học liên tục. Dạ. Sao anh?
Anh cứ hỏi, anh cứ hỏi. Học từ 4 giờ, 4 giờ rưỡi bắt đầu không? 4 rưỡi bắt đầu. Kết thúc là mấy giờ? 6 rưỡi. Rồi đó, rồi bơi biển, 2 cây số chạy biển, 21 cây chạy bay biển. Dự đại hội tổng kết tại Phú Quốc, cam kết dự được. Dự được mới cấp giấy chứng nhận, không dự được không cấp giấy chứng nhận. Dự học như thế nào? Chi phí dự là tự túc lo cái đó. Nhưng mà ở đây đoàn mình nhiều, mình tính toán thì chi phí hưởng chế độ 5 sao học tập, nhưng mà chi phí rất thấp. Chi phí của không đầy, không đầy 3 sao. Thấp, tự lo thêm số tiền đó nữa. Còn lại thì học lộ trình học tập suốt thì người ta đài thọ học bổng, học tập chương trình. Trị giá của chương trình không thể suy nghĩ được, bởi vì trở thành cái nghề chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Mentor 4 coi chừng các anh chị được cấp chứng chỉ, còn mentor 3 này chắc chỉ kịp chấp chứng nhận thôi. Chứng chỉ là tạo thành một cái nghề của xã hội công nhận. Nhưng mà hiện tại thì đang lo bên giấy phép để làm sao cho cấp cho anh chị chứng chỉ là nghề tư vấn huấn luyện nội tâm. Nhưng bây giờ thì chưa làm được. Mentor 3 không biết có không, nhưng mentor 4 có. Ý nghĩa gì đó, những cái thông tin đó, hỏi là trả lời chứ không có nghi vấn. Cái đó là tự nghi vấn không ra được, cái đó là cuộc chơi của người ta. Người ta quy định sao mình hỏi, người ta trả lời, chứ nghi vấn là tự đầu óc mình tự nghi vấn để tìm lời giải. Còn mình cái này là cuộc chơi người ta, mình hỏi cho nó nhanh. Yeah. Công ty tạo ra thì công ty mong muốn tuyển dụng sao, người ta nói tiêu chuẩn người ta đưa ra, mình đáp ứng được tiêu chuẩn mình học. Vậy thôi. Những người mà học xong mentor sau ra đời ra sau này cực lắm. Họ biết những cái này mà xã hội đang rất là cần, nên là họ cực lắm, nên là trong quá trình học được yêu thương lắm. Tại vì rất cực, cực quá nên là học tặng được tặng quà cao. Chưa tính mấy cái lặt vặt tặng thêm. Nhưng mà giá trị nhận hơn những gì mình bỏ ra hơi tương đối, nên là sau này nhận trước á, nên sau này cực, đi nói xùi một mép hết sau này. Rồi nếu thư viện chuyên môn mà trung tâm mở ra thì sẽ cộng tác với các mentor để cho mượn người trên toàn thế giới. Có nghĩa là thay vì người ta mượn sách thì mình cho mentor vào để mượn người. Người ta mượn người để tâm sự cuộc đời hay là gì đó. Cái từ đó mình có kiến thức nội tâm, mình chia sẻ giúp đỡ cho anh ta. Thì còn nhiều việc để làm lắm khi các anh chị tốt nghiệp mentor. Thi vào mentor khó hơn thi đại học gì vậy trời? Đâu có thi phỏng vấn mà bà. Thích thì chọn, không thích thôi, ưa không ưa thôi, chứ đâu có thi. Còn ra mới thi. Ra khỏi thì mới thi. Ai cũng có thể vào học nếu mà có sự chuyển hóa và muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, chỉ cần cam kết là được. Nhưng mà đầu ra thì các anh chị phải chịu là nghiêm túc học tập mới ra được. Còn không thôi có cái bằng đó. Bà xã toàn tới thời điểm này chưa tốt nghiệp được, tại vì hôm trước đang học thì có bầu. Cái lay quay thì vẫn dự đại hội đồ hết, nhưng mà chưa hoàn thành được. Bà xã toàn nói để em đóng sổ chương trình, em sẽ là người thứ 1.000, 10.000 cho anh. Thì đợi khi đó thì toàn sẽ đồng hành cùng vợ toàn để hoàn thành đúng 10.000 mentor. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình này. Chỉ có 10.000 người cấp được nhận giấy chứng nhận thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình mentor. Mình đừng có quan tâm bữa nay được bao nhiêu. 169 buổi sáng chứ không phải 167 buổi. 169 buổi. Mình đừng có hỏi, tại vì đủ người là người ta nghỉ.
mình chỉ biết là mình học thôi, chứ mình đừng hỏi khi nào ta nghỉ kệ người ta, mình ta chưa bắt đầu nữa là mình muốn hỏi người ta nghỉ rồi, đừng có hỏi cái đó. 10.000 người là kết thúc đó, xong rồi đó chị Trúc Ly, những thông tin chị cần hỏi em nói cũng tương đối rõ đó. Em còn mấy câu hỏi nữa đó. Dạ chị cứ hỏi, tại em làm rõ cho chị câu hỏi với nghi vấn để cho mọi người đừng hiểu lầm đó. Vậy em muốn để vì mentor quiz là tháng 4 mới bắt đầu, thì trong thời gian này em phải học những gì để gọi là để chuẩn bị để trở về thành gì câu hỏi em đầu tiên học. Là chị học thấp nhất là 3K, chị học cái này là đầu tiên luôn không, hay là đã khóa rồi chị học rồi? Khóa 16 là em nghe file ghi âm thôi ạ. Là khóa rồi, khóa đọc chị học tìm khóa 17 rồi khóa 18, hết kết thúc khóa 18 là tiến hành phỏng vấn. Hết thúc khóa 18 là ban tổ chức cho một cái link đăng ký phỏng vấn liền. Thì tạo điều kiện phỏng vấn liền là tạo điều kiện cho các anh chị nhập học luôn. Nhưng mà không phải nhập học và dự bị nhập học. Có khoảng 3-4 tháng đó là rèn luyện cho các anh chị về sức khỏe, thay gân đổi cốt rồi. Và tới khi các anh chị quen mỗi buổi sáng học tập này, cái bắt đầu các anh chị vô các anh chị không bỡ ngỡ nữa. Khóa vừa rồi là chúng ta tổ chức một buổi sáng để đừng bỡ ngỡ có mười mấy ngày. Khóa K4 này Toàn sẽ làm cho cả một tháng trước để cho các anh chị tới khi ngày học là các anh chị khỏe lắm. Thì lúc đó ban tổ chức sẽ sắp xếp. Được chưa, nắm được ý này không? Kìa, mọi người đang nhìn lên chân dung của một người chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm kìa. Mình đọc đi, mình sẽ thấy đầu ra nó như vậy đó, thì nên biết học sao cực cỡ nào rồi. Sức khỏe của người sắt là mình đủ sức khỏe để mình thi cuộc thi Ironman, và đồng thời thật sự sức khỏe của người sắt, thân hình của người mẫu, trí tuệ của học giả, ăn nói của nhà du thuyết, cư xử của nhà tâm lý, nội tâm an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, phẩm chất ưu tú, nhân cách kiện toàn, kỷ luật sắt bản thân và làm chủ cuộc đời đó. Đầu ra, chân dung đầu ra của một mentor. Thì các anh chị biết này, với chân dung đó phải làm lòi con mắt ra. Phải học nghiêm túc. Có nhiều người ở nước ngoài là mấy anh chị ở nước ngoài là buông hết mọi công việc, toàn tâm toàn ý về Việt Nam học tập cho bằng được cái chương trình này. Nên là hiện nay chúng ta có 30 quốc gia học chương trình đó. Nên là cũng khích lệ các anh chị chuyên tâm học tập. Tại thiết kế chương trình dành cho những người toàn tâm toàn ý học tập và trở thành những người chuyên gia huấn luyện. Cái lớp học như thế này nè, theo các anh chị nè, các anh chị mới học có mấy ngày thôi nha, và một số anh chị đã học nhiều ngày, thì chúng ta có cảm nhận được rằng là cái lớp học như thế này nó nên duy trì trong xã hội và nhiều người nói lớp học này không? Theo các anh chị, cần nhiều người không? Dạ. Thì đất nước này cần khoảng cỡ 10.000 người nói được lớp học này mới ngon. Còn nhiều người biết tiếng Anh thì nói thêm tên tiếng Anh, tiếng Pháp, nói thêm tiếng Pháp, tiếng Đức, nói thêm tiếng Đức. Xuất khẩu giáo dục Việt Nam trên toàn cầu. Đó, còn hỏi gì nữa, tiếp hỏi tiếp. Dạ câu hỏi cuối cùng của em là làm sao để có cơ hội được gặp thầy ạ? Thì bây giờ đang gặp em nói gì vậy? Gặp offline đó thầy ạ. Như thế này là offline nè, muốn nói cái gì cũng nói được, giao tiếp như thế nào cũng giao tiếp được, mà còn gì nữa. Hiểu không, các anh chị hiểu không? Cái lớp học của chúng ta có cấu trúc rất đặc biệt so với tất cả những lớp học mà các anh chị có nhân viên học tập không? Đó là các anh chị tương tác với Toàn rất là đơn giản và thoải mái, hỏi cái gì cũng trả lời. Nhiều khi nhắn tin trên đây là Toàn trả lời các anh chị, Toàn có bỏ qua gì đâu.
Tại nhiều khi câu hỏi nó chưa phù hợp Toàn trả lời nên Toàn nín thinh đó chứ. Chứ Toàn nhìn thấy có hai cái bảng nè, viết chữ, các anh chị vừa viết một chữ lên là Toàn phải nhìn hai bên. Sau đó người á, thì ai mà để màn hình là hiện lên hết trên gương mặt của Toàn. Và Toàn nhìn hết trơn các anh chị cùng một lúc như vậy đó. Các anh chị đang offline mà, chứ đâu phải online đâu. Yeah. Chúng ta học như thế này thôi, vài bữa gặp nhau đã thương yêu nhau liền à, không cần phải nói là chưa gặp nhau đâu. Gặp nhau á, vì là offline á. Ừ. Vậy những câu hỏi của em nãy giờ là toàn hỏi chứ không phải là nghi à thầy? Không có bất kỳ cái gì nghi hết trơn. Nghi nó phải trăn trở trong đầu óc mới hỏi, mà không có nghi ha, nên không có ngộ gì hết trơn. Dạ. Ừ. Dạ biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Ừ. Rồi, đó. Cảm ơn chị Trúc Ly, bởi vì có chị Trúc Ly nên các anh chị hiểu được hỏi với nghi chưa. Tại vì nãy giờ hỏi không à, không có nghi, được chưa? Ừ. Nhớ nghe, nghi vấn xong rồi ngộ hay lắm. Còn hỏi, kiếm người hỏi để người ta trả lời cho xong cho khỏe. Ừ. Rồi, 10 giờ. Đây, 10 giờ nghỉ thôi. Đúng rồi, ai rất hay, tiếng bên Nam là hay nè. Hỏi để biết, nghi để ngộ. Hay sao mà hay quá trời trời. Ăn học kiểu gì mà hay quá trời vậy. Hỏi để biết, nghi để ngộ á. À, xong rồi đó các anh chị. Rồi các anh chị tự đặt nghi vấn cho phần đời còn lại của các anh chị. Rồi dặn nè. Lớp học này chỉ có giá trị và có ý nghĩa thật sự đối với những người có nghi vấn tích cực. Và chắc chắn các anh chị sẽ tìm được lời giải rất đặc biệt trong tương lai, trong những ngày tới đây. Còn nếu chúng ta không có nghi vấn hoặc là nghi vấn tiêu cực thì không tìm được lời giải, tại vì không tìm được cái ngộ. Nên ngay và liền, nếu ai chưa có nghi vấn gì, làm ơn làm phước đặt một nghi vấn liền. Làm thế nào để tôi giàu toàn diện? Ngay và liền, cái đó liền ngay tức khắc. Để những ngày tới đây chúng ta sẽ sao ạ? Làm rõ vào trí tuệ, vào tâm thái, vào nhân cách, vào phẩm chất. Phẩm chất là gì ta? Và làm thế nào để tôi có thể giàu phẩm chất ta? Nhân cách là gì ta? Làm thế nào để tôi có thể giàu nhân cách ta? Thì những cái nghi vấn như vậy những ngày tới đây chúng ta sẽ giải. Nếu ai chưa có nghi vấn thì nghi vấn vào toàn diện là đẹp nhất. Còn nếu ai đã có nghi vấn gì rồi thì các anh chị sẽ được mở, được lý giải trong những ngày tới đây. Được ha. Thấy đơn giản không? Thôi ha, có người nhắc toàn người kìa, thôi. Ngủ ha các anh chị. Toàn mở micro chúng ta chào nhau cái hẹn gặp nhau trong phần đời còn lại. Có bài hát trong đây hay lắm các anh chị. Đó là chào các ni, kết thúc bài học hôm nay. Trân trọng biết ơn các ni đã hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng hướng đến bay sự giàu toàn diện. Nào hãy cười thật tươi và hẹn gặp nhau trong phần đời còn lại. Hãy thấu hiểu nội tâm cũng được để kiến tạo an vui trong phần đời còn lại. Đó, mấy bài hát đó, có những bài hát hay lắm. Chúng ta mở micro ra hát nhau một cái ha. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy Thống giơ tay cái em mở miệng, thầy Thống dẫn dắt mọi người hát ai.
thầy Tống đâu ta? Rồi thầy Tống, thầy Tống hát cái cho mọi người hào hứng cái thầy Tống. Dạ. Biết ơn thầy đã cho phép Tống được giao lưu với cả nhà thân mến ơi. À, kết thúc buổi học chúng ta có một cái bài hát rất là hay và rất là ý nghĩa, và cái lời của nó cũng rất là dễ nhớ luôn đó cả nhà. À, chào các ní, và Tống hát qua một lần trước cho cả nhà mình nghe nhé. Chào các ní, kết thúc bài học hôm nay, trân trọng biết ơn các ni đã hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng hướng đến với sự giàu toàn diện. Hãy thấu hiểu nội tâm để kiến tạo an vui trong cuộc đời còn lại. Dễ nhớ không cả nhà? Thì chúng ta cùng hát với nhau nha. Các anh chị cùng hát với nhau ha. Cùng hát nha. Chào các ni, kết thúc bài học này, biết ơn các ni đã hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng hướng đến với sự giàu toàn diện. Nơi tâm nơi tâm chúng ta trong tay cứ mỗi buổi mà trước khi kết thúc thì chúng ta cùng hát bài này với nhau nha cả nhà. Sẽ có rất là nhiều thầy ạ. Thầy chào các ni, kết thúc bài học hôm nay, chào biết ơn các ni đây, hiểu nội tâm, kiến tạo an vui, thầy giao thông, thầy giao thông là thầy giáo hướng dẫn cho chúng ta về âm nhạc á, thấu hiểu âm nhạc, thiên tài ăn vui hả thầy giáo? Khóa mấy rồi ta? Dạ thưa thầy, đang là khóa 3 thầy ạ. Khóa 3 ha. Dạ. Bây giờ mỗi khóa bao nhiêu ngày em quên này? Dạ thưa thầy, mỗi khóa là 16 ngày. 16 ngày. Dạ 16 buổi. 16 dạ. Buổi hỗ trợ hướng dẫn cho các anh chị hát gáp rồi nữa. Dạ. Các anh chị có thể ký âm, có thể đọc được âm nhạc, có thể hát đúng phách rồi. Dạ. Hôm nay mọi người tiến bộ lắm ha anh. Dạ mọi người rất tiến bộ thầy ạ. Mọi người có thể sáng tác nhạc được rất nhiều bài. Sáng tác luôn dạ. Đó cả nhà. Đọc được nhạc, viết được nhạc dạ, 16 thầy. Buổi học mà các anh chị đạt được cái điều đó rồi đó. Thầy ơi học ở khung giờ nào ạ? Khung giờ là trưa đúng không anh? Dạ, dạ đúng ạ. Từ 11:30 cho đến 13 giờ mỗi buổi trưa đó ạ. Dạ cũng phí tùy tâm các anh chị. Dạ em kết ơn các thầy. Dạ, dạ. Ủng hộ các anh chị học nhạc. Dạ. Thì Zoom thì nào thầy? Cũng Zoom thôi, đăng ký thì tới lớp khóa mới người ta cho đăng ký người ta cấp Zoom cho. Cũng y chang như lớp nội tâm này nha. Thầy ơi, xin link đăng ký ở đâu hả thầy? Chưa. Mới dạ. Mấy ngày mà đúng không anh Thấu? Thầy Thấu? Dạ, bữa nay là ngày học thứ thứ năm rồi đó thầy. Năm từ nào tôi thông báo, có thông báo trên trung tâm, trên tổ chức đào tạo quyết có cái thông báo cho các anh chị. Các anh chị mở Telegram của tổ chức đó thì tới lớp học người ta sẽ thông báo. Dạ. Yeah. Yeah. Lớp 3 xem lại ở đâu ạ? À? Em muốn xem lại ạ. À. Xem lại thì xem lại trong nhóm âm nhạc gì đó người ta sẽ cho xem lại âm nhạc mà. Dạ. Yeah. Yeah. Lớp thư pháp thì đang học rồi, đang học tháng mấy rồi, cỡ tháng 2 tháng nữa mới có lớp thư pháp từ tâm. Các anh chị chịu học hình như cũng học suốt được luôn đó các anh chị. Các anh chị học tối ngày sáng đêm luôn á. Học 6 tháng đến 1 năm là thay đổi toàn diện. Thầy Toàn ơi, các khóa học sẽ link đăng ký ở trong cái tổ chức Telegram hả thầy?
Trong Telegram có một cái kênh được gọi là tổ chức đào tạo quýt. Trong đó anh ta sẽ thông báo hết thảy những cái khóa học chính thức của quýt. Còn những khóa học không thông báo trong đó là khóa học do mentor tạo thì người ta tự lan truyền với nhau mà học. Còn khóa học chính thức của quýt được thông báo trên đó. Dạ, biết ơn thầy. Dạ. Hôm nay em học hết mà cả và hai đứa nhí em cũng học theo rồi ạ. Ừ, hay các con tốt mà. Thôi bye bye các anh chị ha. Biết ơn các anh chị. Biết ơn thầy.